Một người tính khí nóng nảy, miệng mồm độc địa, dù tâm địa tốt đến đâu cũng sẽ khiến người khác e ngại mà lánh xa. Nên dù có đủ lý lẽ cũng nên nhẹ nhàng một chút. Lý cần thẳng, nhưng khí nên hòa. Một lần tha thứ là một lần tạo phúc. Lòng càng rộng thì phúc sẽ càng lớn. Khi muốn phê bình người khác, trước nên xét lại mình đã hoàn thiện hay còn lỗi lầm nào không, rồi hãy nói. Gặp việc, nói nhiều không bằng nói ít. Nói ít không bằng nói đúng lúc. Đừng quá khắt khe với người lầm lỡ, nhưng hãy tránh xa những kẻ không chịu chấp nhận và sửa đổi sai lầm. Nên nhớ, nhường nhịn lần thứ nhất là độ lượng, lần hai là bao dung, nhưng lần thứ ba sẽ biến thành nhu nhược. Đừng ngại việc nhiều, chỉ e nhiều chuyện. Bận rộn sẽ tránh được thị phi, còn quá rảnh rỗi sẽ không có niềm vui ý nghĩa. Không sợ bị người đâm sau lưng, chỉ lo khi quay đầu lại nhìn thấy kẻ mình từng đối xử bằng cả tấm chân tình. Không ngại trải lòng với bè bạn, chỉ e vừa quay lưng đi liền bị biến thành chuyện cười trong cuộc hàn huyên của kẻ khác. Bạn cho rằng hành vi cao nhất của giao tiếp là gì? Chính là đối với người dù gần gũi, thân thiết nhất, vẫn giữ thái độ tôn trọng và kiên nhẫn. Biết cách hóa giải muộn phiền là trí tuệ. Có thể chia sẻ thương yêu chính là hạnh phúc. Chỉ cần nhớ rằng sáng nhất là mặt trời, có ơn lớn nhất là cha mẹ. Quân tử thì rộng lượng, tiểu nhân thường hay tính toán. Bạn sẽ có cách ứng xử phù hợp trong cuộc đời. Đôi khi một lời ác ý có thể dẫn tới cuộc tranh đấu, một câu tốt lành lại sanh ra nhiều điều tốt đẹp. Đôi khi khuyên bảo một người cần trăm ngàn lời nói, nhưng có lúc chỉ cần một câu cũng đủ hủy diệt tất cả. Cho nên mỗi lời thốt ra cần hết sức thận trọng, suy nghĩ chu toàn mới mong không hối hận. Ai cũng có sở trường sở đoạn, chỉ cần học hỏi điều hay, hạn chế chỉ trích, thì bất kỳ người nào cũng có thể tự làm thầy để giúp mình hoàn thiện hơn. Suốt ngày để ý ưu điểm người khác rồi ngưỡng mộ, ganh tị, chỉ bằng thu tầm mắt, nhìn lại mình rồi nghiêm túc học hỏi. Cứ nghĩ mưu tính kế, mong người khác không bằng mình, chi bằng âm thầm nỗ lực để bản thân trở nên mạnh mẽ. Đôi khi nhìn lại những điều từng khiến mình phiền não u mê, thật không đáng nhắc. Có lúc xét lại những thứ từng làm ta đau khổ vật vờ, nhẹ như gió thoảng qua. Cho nên gặp bất kỳ việc gì cũng không nên vội vàng cố chấp. Tỉnh táo một chút, điềm tĩnh một chút, nghĩ thoáng một chút, thì trên đời này không có gì là không thể nhẹ buông. Soi mói lỗi lầm kẻ khác, chính mình đã không tốt. Trách móc sự thiếu sót của người, tự thân đã là điều không hay. Dùng tâm lượng bản thân đánh giá người khác thì không ai là hoàn thiện. Rắp tâm đẩy đối thủ vào đường cùng, không thể khiến họ đi vào tuyệt lộ, mà chỉ hại mình hết đường rút lui. Chầm chầm dầm ngó chuyện tốt xấu thiên hạ, không thể khiến ai mất mát điều gì, mà chỉ làm bản thân không còn thời gian ngẩng đầu nhìn trời cao đất rộng. Người quá độc đoán sẽ không có bạn bè, lòng quá ích kỷ chỉ khiến mình mỏi mệt. Chỉ có tình thương mới tạo ra nghĩa tình, mới có thể bao dung được cả thế giới. Lúc có thời gian nên ngồi yên phản tỉnh lỗi lầm. Khi rảnh rỗi đừng bình luận chuyện tốt xấu thiên hạ. Lời nói dù không trực tiếp hại thân, nhưng rất dễ gây tổn đức. Nghiệp ác của miệng không gì lớn hơn tội vu khống. Nên thận trọng mở lời, tránh nói những chuyện không có. Dù đùa giỡn cũng nên có chừng mực. Tố cáo người cũng đừng nên nói tận, giữ lại chút khẩu đức. Trách mắng người nhớ đừng quá cay nghiệt,
giữ lại chút độ lượng. Dù có lý, cũng đừng truy đến đường cùng, giữ lại chút khoan dung. Xử lý việc đừng làm quá gay gắt, giữ lại một đường lui. Chấp nhận người khác là mở ra cơ hội cho mình. Cảm thông với xung quanh mới giúp bản thân trở nên rộng lượng. Một người khoan dung là bởi biết dùng trái tim thiện lành đối xử với cuộc đời. Một người có tố chất là do luôn đem lòng tôn trọng ứng đối với kẻ khác. Một người có tu dưỡng thể hiện qua thái độ ôn hòa với mọi người và việc. Biết nghĩ đến người khác mới đáng được mọi người quan tâm. Có tôn trọng đối phương thì mới được cuộc đời trân trọng. Dùng tâm thái nhẹ nhàng đối xử với tất cả thì lòng mình tự nhiên cũng trở nên thư thái. Đừng bình phẩm người khác tốt xấu vì họ không ảnh hưởng gì đến chén cơm của bạn cả. Đừng thảo luận đạo đức người khác cao thấp vì chưa chắc bạn đã cao thượng hơn họ. Đừng đánh giá gia đình người ta vì nó chẳng liên quan gì đến bạn hết. Đừng phán xét học vấn kẻ khác vì trên đời này cái ai cũng thiếu chính là kiến thức. Đừng tiêu xài hoang phí vì có thể ngày mai bạn sẽ thất nghiệp. Đừng kiêu căng ngạo mạn vì có thể tương lai bạn sẽ thất thế. Đừng quá chứng tỏ bản thân, nên biết trên đời này không ai hoàn toàn thua kém bạn. Hãy khiêm tốn một chút. Đừng quá ỷ lại vào người khác vì cuộc sống này ai cũng có nhiều việc phải lo. Khi rảnh rỗi họ chỉ muốn nghỉ ngơi. Đừng làm việc tổn hại người khác vì sớm muộn gì báo ứng cũng sẽ tìm đến bạn. Đừng bao giờ mất thời gian vào việc ngưỡng mộ cuộc sống của người khác, cho dù họ giàu có, sung túc đến đâu. Cũng không nên bình luận xem ai đó hạnh phúc hay không, dù người ta có vẻ cô độc, không người thân thích. Vì hạnh phúc cũng giống như việc uống nước, nóng hay lạnh, mỗi người tự cảm nhận lấy. Đừng bình luận tính cách của bất kỳ ai, vì đó là chuyện cá nhân họ. Những sơ suất của người khác mà bạn nhìn thấy chính là sự khiếm khuyết trong quá trình tu dưỡng của chính mình. Con người rất đơn giản mà cũng rất đáng sợ. Một tấm lòng lương thiện có thể bao dung hết mọi việc. Một trái tim độc ác có thể hãm hại vô số người. Làm người quá tinh quái thì kẻ khác lánh xa. Làm việc quá khắt khe dễ khiến người oán thán. Gặp chuyện gì cũng quyết đấu đến cùng, có chút lợi thế thì cố tranh cho bằng hết. Cuối cùng cái mất đi là lòng người, và bản thân cũng trở nên hèn hạ. Cho nên khi đối diện với tiền tài lợi ích, nên khù khờ một chút để không mất hòa khí. Gặp chuyện tính toán nghĩa ân, biết khù khờ một chút sẽ không thẹn với lòng. Lúc tranh danh đoạt lợi, hãy khù khờ một chút để không mệt đầu óc. Nhận tin đồn thất thiệt, cần khù khờ một chút để không nhập lỗ tai. Con người không ai là hoàn mỹ, mỗi cá nhân có một phong cách khác nhau. Mặc dù có kẻ ngưỡng mộ, có người đố kỵ hay ai đó không cam lòng, nhưng trong sâu thẳm mỗi người đều hy vọng mình không vướng vào những thị phi giành giật. Người thật sự có trí sẽ không sống quá khôn ranh, suốt ngày mưu toan các kiểu. Họ sẽ khù khờ một chút để giữ sự lương thiện và tránh xa những đấu tranh không có ngày kết thúc. Cuộc đời ngắn ngủi, biết vừa lòng thỏa chí mới thông dong. Cuộc sống bộn bề, biết khù khờ một chút sẽ tự tại. Trong mỗi người đều có một bầu trời riêng. Có khi mưa gió, có lúc quang đãng. Mình ở trong đó và người khác không thể xen vào. Trong mỗi trái tim đều có những phân đoạn tình cảm. Có lúc ngọt bùi, cũng có đoạn đắng cay. Đôi khi mình không thấy rõ và người khác cũng không hiểu được. Vì tâm tình không thể nói ra mới gọi là tiếng lòng. Vì nước mắt không thể tuôn rơi mới thấy đời nghiệt ngã.
suốt ngày phơi bày nụ cười rạng rỡ trước bàn dân thiên hạ, nên thấy khó lòng chia sẻ tâm sự. Quen nói những lời đắc ý thành công, nên nỗi đau không còn cơ hội bày tỏ. Những lời khuyên người khác đều là chân lý, nhưng việc đến bản thân mình lại nghĩ mãi không thông. Khuyên người khác thì tỉnh táo rõ ràng, khi gặp phải lại đau đầu nhức óc, là chuyện người thường hay mắc phải. Có một số việc nếu không đến với mình sẽ không cảm nhận hết nặng nhẹ. Một vài tình cảnh nếu không phải là mình sẽ không hiểu hết cảm xúc bên trong. Nếu biết rõ mưa gió cuộc đời hay nắng đẹp nhân gian đều chỉ tạm thời, quan trọng là những gì còn lại sau đó, thì bận lòng chi những dịch chuyển đổi thay. Hãy cứ sống tốt con người hiện tại của mình là được. Trong các mối quan hệ hàng ngày, mọi thứ đều có nhân duyên nhất định của nó. Giữa người với người, nếu bạn xem người ta là Bồ Tát, họ sẽ là những con người thánh thiện. Nếu bạn nhìn người khác như ác quỷ, họ sẽ thành những nhân vật đáng sợ. Cũng giống như việc soi gương, nếu nhoẻn miệng mỉm cười, bạn sẽ nhận được một gương mặt vui vẻ. Còn như chau mày ủ rũ, bạn sẽ thấy một vẻ mặt bi thương. Giữa bạn bè với nhau cũng vậy, nếu bạn đối xử tôn trọng nể vì, họ sẽ ứng đáp nhẹ nhàng lịch sự. Bằng như khinh lờn quát tháo, sẽ nhận lấy sự bất mãn xem thường. Cho nên trong cuộc sống, đối xử với bạn bè nên chân thành, đối xử với người thân nên tình nghĩa, đối xử với người thương cần bao dung, đối xử với kẻ thù cần tha thứ. Nếu luôn giữ tâm niệm thiện lành ứng xử với mọi người, dần dần họ sẽ cảm nhận và có những hồi đáp tương ứng. Trong lòng chất chứa những điều tốt đẹp, chất lượng cuộc sống cũng theo đó mà được nâng cao. Tướng tự tâm sanh, cảnh tùy tâm đổi. Sự lương thiện trong lòng đủ lớn sẽ hiện ra ngoài mặt, rồi lan tỏa đến chung quanh, dẫn đến những kết quả ngọt lành. Có một số việc phát sinh rồi chỉ có thể đón nhận, có một số người mất đi rồi chỉ có thể buông tay, một số đoạn đường lựa chọn rồi chỉ còn cách bước tới. Rất nhiều thứ tốt đẹp đều đến từ sự chờ đợi, không phải do giành giật. Nên có lòng nhẫn nại nếu không muốn lỗi hẹn với hạnh phúc. Hãy tận hưởng mọi việc lớn nhỏ phát sinh trong cuộc sống, vì ngày mai khi nghĩ lại, bạn sẽ nhận ra kỳ thật chúng đều rất quan trọng. Rất nhiều việc phải đợi đến khi trở thành hồi ức, mình mới ý thức được giá trị mà chúng mang theo. Nếu thật sự có duyên thì thời gian hay khoảng cách đều không phải vấn đề. Còn đã vô duyên thì dù có gặp rồi cũng mỗi người một hướng. Có lẽ một người cần đi qua rất nhiều đoạn đường, trải nghiệm nhiều vinh hoa và bao nỗi vất vả mới có thể trưởng thành. Khi nhìn rõ một người mà không nói ra, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của sự tha thứ. Không thích ai đó mà không trở mặt, bạn sẽ cảm nhận được đỉnh cao của sự tôn trọng. Một người trưởng thành không phải vì sống lâu, đi khắp nơi và kinh qua nhiều chuyện, mà bởi họ biết lúc nào cần buông xuống hoặc khoan dung để hạn chế sự đấu tranh giành giật. Ai trong lòng cũng từng gánh chịu ít nhiều nỗi đau khác nhau. Không phải vì đã qua nên không còn cảm giác, mà bởi họ biết có nói ra cũng không giải quyết được gì, chỉ làm bản thân yếu đuối hơn mà thôi. Có những vết thương không phải không quan tâm, mà ta hiểu chỉ có thể lặng im đối diện, tự nó sẽ bình phục. Trưởng thành là có thể giữ trọn nụ cười trong quá trình chuyển hóa, khổ đau trở thành hạnh phúc. Bất luận cuộc sống hiện tại có bao nhiêu điều tồi tệ, cũng cần dũng cảm đối mặt. Đừng nghĩ chuyện lẩn tránh, càng không nên nguyền rủa oán than. Vì tất cả là để bạn trưởng thành, cần biết cách tận dụng lấy.
trên đời, người nhìn bạn có thể rất nhiều, nhưng hiểu được bạn thì lại rất ít. Kẻ nói về bạn có thể rất nhiều, nhưng giúp đỡ bạn lại càng ít hơn. Những cuộc gặp gỡ có thể rất nhiều, tin tưởng được thì lại rất ít. Cuối cùng, những giọt lệ cũng phải tự mình lau, những niềm đau cũng tự mình chịu lấy. Không ai hiểu thì tự mình nỗ lực, không ai giúp thì phải cố gắng hơn. Không cầu mong mọi việc đều như ý, chỉ hy vọng không thấy thẹn với lòng. Còn bình thường, điều gì nên nói thì phát ngôn, bằng không thì im lặng, đó cũng là một dạng thông minh. Điều gì nên làm thì hết lòng, bằng không thì rút lui, đó là một dạng hiểu biết. Còn điều gì nên thể hiện thì thể hiện rõ ràng, bằng không thì quy ẩn, là một dạng trí tuệ. Người đời có thể tin tưởng nhưng đừng trông chờ. Bổng lộc có công thì tiếp nhận, còn không thì đừng thọ hưởng. Con đường từng bước mà đi hết, tình cảm từng chút mà hình thành, đời người từng trang mà viết nên. Không có ai là trắc trở cả đời, không người nào là trọn đời không đau khổ. Chỉ cần giữ tâm thái tích cực, mọi thứ sẽ tốt đẹp theo. Dám tâm sự hết lòng là người tin tưởng bạn, nhớ đừng đi rêu rao. Dám đem tiền cho mượn là người tin tưởng bạn, nhớ đừng để thất tín. Dám để lộ nhược điểm là người tin tưởng bạn, nhớ đừng gây tổn thương. Bất kể là tình thân, tình bạn hay tình yêu, ai cũng sợ gửi đi chân thành, nhận lại sự phụ bạc, đặt cược niềm tin mà kết quả lại trắng tay. Tín nhiệm một người như giao cả trái tim, tin tưởng ai đó là gửi trọn tấm lòng, nên cần hết sức cẩn trọng. Nếu đặt nhầm chỗ, nó sẽ thành vũ khí quay lại đâm chính mình. Ở đời, muốn được người tin tưởng, hãy làm mình xứng đáng. Nếu bạn giữ chữ tín, ai cũng muốn kết thân. Nếu như bạn nghiêm túc, mọi người sẽ nương cậy. Nếu bạn đủ chân thành, thì cuộc đời sẽ tình nguyện đặt trọn niềm tin. Sinh mạng mỗi người chỉ có một, dù ngắn hay dài. Cuộc sống mỗi ngày mỗi tiếp nối, dù buồn hay vui. Đường đời mỗi chặng một cách bước, dù lùi hay tiến. Con người không ai là hoàn mỹ. Công việc không có gì là vẹn toàn. Gặp người nhỏ nhen đừng nên tính toán, bởi tính toán chỉ chuốc thêm phiền phức. Gặp chuyện phức tạp đừng quá để tâm, bởi để tâm chỉ khiến bản thân thêm mỏi mệt. Thế giới rộng lớn, lòng người hỗn tạp, sao có thể không gặp kẻ nhỏ nhen? Bụi trần thăm thẳm, sự thế phù du, sao có thể không gặp điều phiền muộn? Nghĩ vừa phải, nhìn thoáng ra, bị oan ức hãy cứ lặng im, hóa giải rồi thì mỉm cười nhẹ nhõm. Không có mặt trời thì nghe gió thổi, ngắm mưa rơi. Không có hoa tươi thì hít thở hương thơm đồng nội. Không có tiếng vỗ tay thì thưởng thức sự yên tĩnh một mình. Thời gian xoay chuyển, năm tháng đổi dời, không oán trách, không than thở, không đau buồn, không toan tính. Giữ lòng thanh thản, nhẹ bước trên con đường tươi đẹp. Trân trọng những tình cảm chân thành, giữ gìn lấy tâm trạng tích cực. Lúc cần kiềm chế thì hít một hơi thật sâu để thay đổi không khí. Đối diện với khó khăn nên bình tĩnh suy nghĩ rồi thay đổi góc nhìn. Gặp thất bại cần cố gắng làm lại để khôi phục sự tự tin. Học đối diện với chính mình, cởi mở với cuộc đời, tập thứ tha những lỗi lầm để mỗi ngày qua đi trong yên ả. Dùng thái độ khiêm nhường để làm việc, lấy tấm lòng chân thành để làm người.
Hãy nhìn đúng sự vật sự việc như chính nó đang biểu hiện, chứ đừng nhìn bằng tâm trạng hay kinh nghiệm mình đang có. Bức tường ngăn cách. Ta hay có thói quen nhìn vào bất kỳ đối tượng hay tình huống nào đang xảy ra trong thực tại cũng bằng kinh nghiệm đã được tích lũy từ trong quá khứ. Có thể do một số kinh nghiệm cũ thích ứng phần nào với tình trạng hiện tại, nên ta thường rất dễ tin tưởng và tự hào về sự thông minh nhạy bén của mình mà không chịu khám phá hay xét nét cẩn thận. Quan sát kỹ và công tâm nhìn nhận, ta thấy cũng không ít lần mình đã tiên đoán sai và có những bước trượt rất đáng tiếc trong hành động. Bởi mọi sự vật, sự việc trong vũ trụ vốn không ngừng vận động. Có khi nó biến chuyển nội dung bên trong, nhưng cũng có khi nó thay đổi cả hình thức bên ngoài. Nó có thể hay hơn hoặc tệ hơn, chứ không như vậy mãi. Nhưng vì bị cuốn vào mãnh lực của cuộc sống, nên ta thường không có nhiều thiện chí để nhìn lên bất cứ đối tượng nào cũng bằng tâm thức mới. Sử dụng kinh nghiệm cũ có vẻ khỏe hơn và mau chóng giải quyết được vấn đề. Một phần cũng do bản năng tự vệ của con người chưa hoàn toàn thuần hóa, một phần vì bị kích động bởi sự cạnh tranh của xã hội. Nên khi phát hiện ra điều gì ảnh hưởng đến quyền lợi là ta có phản ứng bảo vệ ngay lập tức bằng những tâm lý như nổi giận, phán xét, nghi ngờ, độc tài, kỳ thị mà không chịu bình tâm quan sát và tìm hiểu rõ sự thể. Chính vì không có thói quen tách rời kinh nghiệm cũ khi quan sát thực tại, nên ta vẫn thường rơi vào nhận thức sai lầm và khổ đau. Nếu trong quá khứ ta đã từng bị lừa dối hay phản bội, thì vết thương ấy sẽ khắc ghi sâu đậm trong tâm. Cho nên bây giờ muốn đặt tình cảm vào người mới thì ta bỗng thấy rất hoang mang, lo sợ. Đó là một lỗi lầm của cơ chế tâm lý, vì người mà ta đang tiếp xúc hoàn toàn khác biệt với người cũ, nhưng ta lại không đủ sức vượt qua bản năng tự vệ của mình. Ta đã cố nhiều lần nhìn người ấy như chính họ đang biểu hiện, nhiều lần đã tự nhắc nhở rằng người này không phải là người trước, rồi cuối cùng ta cũng vẫn thất bại. Dĩ nhiên, vết thương lòng khó mà quên được, nhưng thay vì cho đôi bên cơ hội vừa đủ để tìm hiểu và tin tưởng nhau hơn, thì ta lại mang tâm thức nghi ngờ sự lừa dối hay phản bội ấy trong suốt cuộc hành trình chung bước. Bức tường ngăn che ấy chính là thành kiến. Thành kiến chỉ đơn thuần là thái độ bám víu vào kinh nghiệm cũ để áp đặt lên thực tại, nên có thành kiến tốt và thành kiến xấu. Nói dễ hiểu là ta thường đeo mắt kính màu hồng và mắt kính màu đen khi nhìn người, nhìn đời. Nếu ta đã từng biết người kia rất dễ thương qua tiếp xúc hay dựa vào thông tin từ người khác, thì khi gặp họ, ta sẽ có thiện cảm và hết lòng với họ ngay mà không cần phải quan sát hay khám phá gì thêm nữa. Ta đang đeo mắt kính màu hồng nên thấy họ nói cái gì cũng hay, làm cái gì cũng tuyệt. Bây giờ, phương tiện truyền thông và quảng cáo tác động đến tâm thức con người rất mạnh mẽ, nên chỉ cần một vài bài báo ca ngợi hết lời về nhân vật nào đó thì lập tức trong ta nảy sinh cảm tình ngay. Sau này có cơ hội tiếp xúc, ta sẽ dễ dàng bỏ qua các bước quan sát và thận trọng căn bản. Trường hợp biết người kia là một kẻ xấu, dù thông tin ấy chưa có gì đảm bảo là chính xác, nhưng ta vẫn muốn đeo mắt kính màu đen trước cho chắc ăn. Dù người kia cố gắng bao nhiêu đi nữa, ta cũng không hề để mắt tới, hoặc cứ phòng thủ và tìm mọi lý do để không chấp nhận. Thái độ ấy lâu dần sẽ hình thành thói quen, khiến ta không còn nhớ là mình đang đeo chiếc kính màu đen. Từ đó, nhìn đâu ta cũng thấy một màu tăm tối, không còn thấy ai dễ thương và tốt bụng nữa. Đó chính là lúc ta đã đánh mất con mắt trong trẻo mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi người. Không có con mắt ấy, tầm nhìn của ta sẽ thu hẹp lại. Ta sẽ tự biến mình thành kẻ u uất, lạnh lùng và bế tắc. Giữ gìn con mắt trong. Con người ngày càng hiện đại thì càng bị lệ thuộc vào kỹ thuật điện tử.
Có lẽ vì thế mà đời sống của con người ngày càng trở nên hời hợt và cứng nhắc. Cái gì lưu trữ vào não bộ thì không dễ gì lấy ra. Đó là lối sống nhút nhát và tục hậu, không can đảm mở lòng ra để cập nhật thông tin mới mẻ từ đối phương. Lẽ dĩ nhiên, có những kinh nghiệm rất hữu dụng, nó giúp ta giải quyết được những vấn đề thích ứng một cách nhanh chóng mà không cần phải tốn công khám phá. Nhất là xã hội bây giờ có quá nhiều chiêu thức tinh xảo khiến ta không dễ dàng nhận ra thật giả, thì ta càng phải sử dụng kinh nghiệm thành công. Nhưng dù sự đề phòng ấy có hiệu quả thế nào thì nó cũng để lại trong ta thói quen dễ dàng nghi ngờ kẻ khác. Hơn nữa, kinh nghiệm cũ dù hay ho tới đâu cũng không thể nào diễn đạt hết thực tài. Cho nên người xưa hay nhắc nhở: thấy sao để vậy, nhìn đúng sự vật sự việc như chính nó đang biểu hiện, chứ đừng nhìn bằng tâm trạng hay kinh nghiệm mình đang có. Nhìn nhau bằng con mắt ấy, ta sẽ thấy dễ chịu và gần gũi hơn. Ta đừng quên rằng bản chất của vạn sự vạn vật là vô thường. Do đó, con người cũng vô thường mà kinh nghiệm cũng vô thường. Tuy người kia đã từng có nhiều vụng về lầm lỡ, nhưng bây giờ có thể họ đã thay đổi rất nhiều rồi. Ta hãy cho họ có một cơ hội được sống với con người mới trước ta, và ta hãy tự cho mình một cơ hội sống bằng tâm thức mới trước họ. Khó khăn nhất là đối với những người thân sống bên cạnh, bởi ta thường không hết lòng quan sát những đối tượng mà ta nghĩ rằng mình đã biết rất rõ về họ. Cũng như người mẹ luôn thấy con mình còn khờ dại, nên sự quan tâm và niềm mong muốn luôn dựa trên kinh nghiệm cũ. Vô tình, người mẹ đã giới hạn cơ hội trưởng thành của đứa con. Còn người vợ lúc nào cũng cho rằng mình đã hiểu chồng hết rồi, chỉ cần nhìn sơ qua là biết ngay, nên chẳng cần lắng nghe và quan sát thêm nữa. Người vợ không biết rằng làm như thế là đã cô lập cảm hứng sáng tạo và ý chí chuyển hóa của người chồng. Sống với những người mà họ không biết ghi nhận những chuyển biến của ta, không thấy được những ước mơ hay những khó khăn bế tắc trong ta để kịp thời nâng đỡ và chia sẻ, thì đời sống ấy vô vị biết chừng nào. Có lẽ vì thế mà mỗi khi gặp một người mới lạ thì ta cứ muốn duy trì mãi giây phút được quan sát nhau bằng cảm nhận thuần khiết ban đầu. Vậy nên mỗi ngày ta hãy cố gắng luyện tập ngồi xuống thật yên để thanh lọc lại kinh nghiệm của mình vừa mới tích lũy. Nếu kinh nghiệm đó không nuôi dưỡng khả năng hiểu biết và thương yêu, thì ta không nên để nó chiếm quá nhiều dung lượng tâm thức. Hãy quan sát kỹ và loại trừ chúng đi. Những kinh nghiệm nào chỉ tồn tại như một thói quen ngẫu nhiên trong vô thức mà ta đã lưu trữ, hãy đem nó ra phân tích và buông bỏ từ từ. Mỗi khi tiếp xúc với bất kỳ đối tượng nào, ta cũng nên nhìn vào thái độ của mình để xem mình có đeo mắt kính màu hồng thiện cảm hay mắt kính màu đen ác cảm hay không. Nếu có, hãy sớm tìm cách dừng lại cuộc tiếp xúc đó mà trở về chỉnh đốn lại tâm lý của mình. Cũng như khi mưa xuống mà mặt đất không bị tấm ni lông hay bất kỳ vật nào che phủ, thì nước mưa mới có thể thấm sâu vào lòng đất để nuôi dưỡng rễ cây hay những hạt mầm. Bằng lối sống tỉnh thức như thế, ta sẽ luôn có cơ hội nâng cao nhận thức, mở rộng tầm nhìn, không để nó bị chai cứng hay xói mòn chỉ vì những quyền lợi ích kỷ nhỏ nhen. Khi một ý niệm cũ chết đi để nhường chỗ một ý niệm mới được sinh ra, đó chính là sự tái sinh, kiếp sống mới của ta. Cái cũ tuy quen thuộc nhưng lại nghèo nàn, cái mới tuy không dễ chịu ngay nhưng lại giúp ta có cái nhìn rộng mở và gần gũi hơn với cuộc sống. Vậy ta còn chần chờ gì nữa mà không chịu khai tử những ý niệm hay những kinh nghiệm cũ kỹ vốn chỉ để bảo vệ cảm xúc cạn cợt của bản ngã? Như thế ta sẽ tạo ra không gian rộng lớn đến vô cùng, nơi gặp gỡ của những tâm hồn tràn đầy hiểu biết và tình thương. Nhìn bằng mắt trong suốt, không vướng kinh nghiệm xưa, mở lòng thêm hiểu biết, như đất gặp cơn mưa. Thông thường, làm vạn việc tốt cũng không ai nhớ. Nhưng chỉ cần chúng ta phạm một sai lầm
thì ngay cả việc hít thở cũng sẽ bị soi xét. Cho nên làm người không cần quá để tâm đến cái nhìn của kẻ khác. Hãy sống vì ngày mai tươi đẹp, không hổ thẹn khi nghĩ về mình hôm nay. Thời gian là con đường một chiều, đã đi qua rồi thì không thể quay lại. Cuộc sống đôi khi rất giản đơn, khi đã lựa chọn thì đừng nên hối tiếc. Con người nhiều lúc rất mâu thuẫn, mong muốn được cảm thông nhưng cũng sợ người khác nhìn thấu. Trên đời có một số việc nghĩ nhiều thì đau đầu, nghĩ thông rồi thì đau lòng. Nếu ai đó có ý đợi, chắc chắn sẽ đợi được đến cùng. Còn người đã vô tình thì khi bạn vừa quay lưng đã vội nắm lấy bàn tay khác. Thật ra trên thế giới này, người nhìn bạn cười có thể rất nhiều, nhưng trong lòng thật sự có bạn thì lại rất ít. Nếu lỡ bị tổn thương trong quá khứ rồi thì thôi, dứt khoát đừng đưa gánh nặng đó đến tương lai. Cây đã chết đi thì không nên níu kéo, cũng đừng quá hoài vọng. Trưởng thành là một từ chất chứa những thương đau. Nó không hẳn chỉ là cái đạt được, mà chắc chắn phải đánh đổi đi nhiều thứ. Có những con đường chỉ có thể đi một mình, khó khăn gian khổ không thể chia sẻ với bất kỳ ai. Hãy trân trọng những giây phút ấy, vì dù sao chúng ta cũng chỉ có một đời để sống. Hãy thôi ảo vọng xa xôi, không cần lo buồn chuyện đã qua, chẳng nên mơ mộng việc chưa tới. Hướng trọn tâm tư về hiện tại, giây phút này chính là bình an. Hãy luôn tôn trọng người khác và trau dồi lòng khoan dung, cảm kích. Biển nhờ dung nạp trăm sông mới trở nên rộng lớn. Hãy cảm kích bạn bè vì sự nâng đỡ, và cảm kích đối thủ vì nhờ họ mà ta thêm kiên cường. Cuộc sống này có hai việc chúng ta không thể không làm. Một là bước đi, hai là dừng lại. Bạn có đang dùng tâm trạng tích cực để thực hiện nó? Tâm trạng tích cực chính là người bạn đường tốt nhất, giúp ta luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Với người gần gũi hay kẻ xa lạ, nếu có duyên qua lại đều nên biết cho đi, giữ mối quan hệ tốt đẹp. Vì ngày thường không thắp hương, khi cấp bách ôm chân Phật là việc vô ích. Cho nên phải biết tích lũy tình người, cũng giống như tài khoản ngân hàng, càng gửi nhiều, thời gian càng dài thì huê lợi sẽ càng cao. Gặp việc không nên nôn nóng, đừng đưa ra kết luận vội vã, nhất là khi nổi giận. Phải biết đặt mình vào nhiều vị trí khác nhau mà nhìn nhận, làm cho việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Gặp chuyện phức tạp càng nên giải quyết nhẹ nhàng, nhất quyết đừng làm những điều giản đơn trở nên rối rắm. Cần có ý thức biết đủ. Hầu hết những phiền muộn của người đời đều bắt nguồn từ việc so sánh một cách vô ích. Thế gian có người không bằng bạn, tất nhiên cũng có kẻ bạn chẳng thể bì. Khi bạn than phiền không có giày đẹp, thì hãy nhớ đến người không có cả chân để đi. Nếu đối thủ khiến bạn tức giận, chứng tỏ bạn vẫn chưa thể vượt qua họ. Quay đầu lại xem người chửi mắng mình là ai, vốn là việc không cần thiết. Giống như khi bị chó điên cắn, lẽ nào bạn phải cắn lại nó mới hả giận? Cho nên không cần quá để tâm đối với những lời ác ý của kẻ khác. Đừng xem công việc là gánh nặng, thay vì phàn nàn bực bội, chi bằng đối diện một cách vui vẻ tích cực. Xem công việc là cuộc sống, là nghệ thuật, bạn sẽ tận hưởng được niềm vui mà nó mang lại. Được sống thêm một ngày cũng là phúc, nên biết quý trọng. Đời người vỏn vẹn chỉ mấy mươi năm ngắn ngủi, không nên làm những việc khiến bản thân phải ôm sâu hối tiếc. Mặt trời mọc từ biển đông, lặn xuống núi phía tây. Buồn bã cũng qua đi, vui vẻ cũng một ngày. Không bận lòng những thị phi vô bổ, thì cuộc sống sẽ thanh thản, tinh thần sẽ nhẹ nhàng. Ở đời
không phải vì có hy vọng mới kiên trì, mà nhờ kiên trì mới có hy vọng. Không phải vì có cơ hội mới nắm lấy, mà nhờ không buông tay, cơ hội mới xuất hiện. Không phải vì hiểu biết mới làm việc, mà nhờ làm việc mới sanh ra hiểu biết. Không phải vì trưởng thành mới lo gánh vác, mà nhờ sống có trách nhiệm mới thực sự trưởng thành. Cũng không phải vì giàu có mới chia sẻ, mà nhờ biết cách chia sẻ mới trở nên giàu có. Không phải vì đột phá mới có thử thách, mà nhờ những thử thách mới tạo ra sự đột phá. Không phải làm lãnh đạo rồi mới chịu hy sinh, mà nhờ hy sinh mới tạo nên quyền thủ lĩnh. Không phải vì có lợi lộc mới chịu cảm ơn, mà nhờ biết nghĩa ơn mới được hưởng lợi lộc. Không phải vì có tiền mới học hỏi, mà nhờ chịu khó học hỏi mới làm ra tiền của. Có câu: nước quá trong thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn. Tranh chấp với người nhà, giành được rồi thì tình thân cũng mất đi. Tính toán với người yêu, rõ ràng rồi thì tình cảm cũng phai nhạt. Hơn thua với bạn bè, chiến thắng rồi thì tình nghĩa cũng không còn. Khi tranh luận, người ta chỉ hướng đến lý lẽ, mà quên rằng cái mất đi là tình cảm, còn lại sự tổn thương là chính mình. Cái gì đã đen thì vẫn đen, trắng là trắng, tốt nhất hãy để thời gian chứng minh. Rũ bỏ sự cố chấp của bản thân, dùng lòng khoan dung để nhìn người xét việc. Thêm một chút nhiệt tình, một chút điềm tĩnh và ấm áp, thì cuộc sống sẽ luôn có ánh mặt trời, và suốt đời mình sẽ là người thắng cuộc. Ở đời, sống là quá trình tự phản tỉnh. Đừng tham vọng mọi người đều hiểu mình, cũng đừng mong cầu mọi việc đều theo ý bạn. Cuộc sống không có khuôn mẫu cố định, chỉ cần một trái tim trong sáng và nhiệt huyết. Gặp phiền não thì tự tìm niềm vui riêng, đừng quên đi hạnh phúc. Dù bận rộn đến đâu cũng nhớ giữ lại chút thanh xuân, đừng để mất sức khỏe. Mệt mỏi rồi thì tạm dừng lại nghỉ ngơi, đừng đánh mất niềm vui cuộc sống. Chỉ cần trong lòng luôn nhớ đích đến và biết hiện giờ mình đang làm gì ở đâu, thì yên tâm sẽ không bị lạc đường đâu. Có lẽ chúng ta thường hay phạm chung một lỗi lầm: nhận lòng tốt ai đó đã quen, bỗng một ngày họ có chút sơ suất, mình lập tức quên hết những điều tốt đẹp còn lại. Người ta thường hay nhớ những khiếm khuyết và lỗi lầm của kẻ khác, thích xét nét những khuyết điểm của họ, rồi cho rằng người ta không bằng mình, nên càng nhìn càng thấy thiên hạ yếu kém, càng quan sát càng khó lòng chấp nhận. Thật ra việc nhìn người khác cũng giống như soi gương. Nếu mình châu mày trợn mắt, chắc chắn sẽ nhận lại hình ảnh khó chịu. Từ đó cả ta và người đều cảm thấy không vui. Chút vụng về của người khác trong mắt ta cũng trở nên to tát. Khi không hài lòng nhưng vẫn phải đối diện, thì khó chịu như kim đâm vào mắt, gai chích vào da, phải nhổ ra mới thấy thoải mái. Nhớ lỗi lầm của người là lấy sai trái của họ trừng phạt chính mình, khiến bản thân không vui, suốt ngày sống trong khó chịu. Vì vậy, hãy ghi nhớ những điểm tốt của người, đối với những khiếm khuyết nên khoan dung một chút. Lâu ngày sẽ thấy ai ai cũng có điều đáng học hỏi. Trong lòng chỉ có những điều tốt, thế giới sẽ tươi đẹp biết bao nhiêu. Ghi nhớ điểm tốt của người tốt hơn nhiều so với việc ghi nhớ lỗi lầm của họ, rồi ôm trái tim oán giận đau khổ lay lắc trong đời. Ở đời có được ắt có mất, không phải lúc nào bạn cho đi cũng nhận được ngay sự hồi đáp. Cuộc sống luôn có cách vận hành riêng của nó. Tương lai luôn ở phía trước, chỉ cần ta mạnh chân bước tới. Hãy chấp cho mình đôi cánh tự do,
bước qua những đớn đau và hệ lụy để làm một người vui vẻ. Hãy quên đi năm tháng và tuổi tác, đừng để thời gian khiến ta trở nên già cỗi. Cho dù bao nhiêu tuổi, chỉ cần cảm thấy tinh thần còn trẻ là được. Vượt qua sự cám dỗ của danh lợi, vì chúng vốn là vật ngoài thân và có hạn. Thường ai cũng muốn mình có một chút danh tiếng, một chút lợi lộc, rồi tranh nhau giành lấy. Rồi khi không được như ý, lại quay sang oán trách cuộc đời không công bằng với mình. Thật ra, sống một cuộc đời đơn giản và bình thường mới là hạnh phúc lớn nhất. Và bất kỳ ai cũng nên có một người bạn. Tài sản không thể làm bạn với ta cả đời, mà bạn hữu đôi khi trở thành tài sản cả đời của ta. Tốt hơn hết là có một tri kỷ, lúc cảm thấy lẻ loi có thể tìm đến nói vài ba câu. Nhưng việc có một người bạn đúng nghĩa thật sự không hề dễ dàng, nên xem trọng chất lượng trong kết giao bạn bè. Xây dựng một nơi nương tựa trong chính mình. Khi gặp chuyện phiền não, hãy lắng lòng yên tĩnh, cho mình một không gian để tâm trí bình lặng lại. Nhìn những cánh hoa dại bên đường, dù bé nhỏ cũng đua nhau khoe sắc, tô điểm cho đời. Thế giới cũng bỗng chốc trở nên tươi đẹp hơn. Nghĩ một cách lạc quan, sống một đời hạnh phúc. Sống ở đời, dù bạn tốt đẹp thế nào cũng không thể nhận được sự yêu thích của mọi người. Bất luận bạn sống tốt thế nào, cũng sẽ có người khen kẻ chê. Dù bạn làm thành công ra sao, người ta cũng sẽ bình phẩm tốt xấu. Có người hâm mộ, sẽ có người ghét bỏ. Có ai đó ganh tị, ắt có kẻ chẳng coi bạn ra gì. Cuộc sống là như thế, bạn không thể làm hài lòng hết thảy. Nên đừng vì để vừa lòng người khác mà đánh mất bản chất của mình. Ai cũng cần có những nguyên tắc và sự tự tôn riêng. Chúng ta qua miệng người khác không phải là con người toàn diện, mà có rất nhiều phiên bản khác nhau. Bạn chỉ cần là một bạn chính tốt là đủ. Bởi người đời, ánh mắt giống nhau nhưng góc nhìn khác nhau, miệng giống nhau nhưng mỗi người một cách nói, trái tim cấu tạo tương đồng nhưng suy nghĩ lại rất dị biệt, tiền của giống nhau nhưng cách chi tiêu mỗi người một thị hiếu. Đúng, sai, phải, trái, tốt, xấu là do lập trường không giống nhau. Hoàn cảnh khác thì cách nhìn đã khác. Cũng là con người nhưng mỗi cá nhân có một cách sống, cần tự tin bước đi trên đôi chân của mình. Đại bàng không có tiếng cổ vũ cũng giang cánh bay lượn. Đám cỏ không cần người chăm sóc cũng biết tự vươn mình lớn lên. Hoa dại trong núi sâu dù không ai thưởng thức vẫn tỏa hương thơm ngát. Làm việc không cần người người đều thấu hiểu, chỉ cần dốc lòng hết sức. Làm người không cần ai ai cũng yêu mến, chỉ cần thẳng thắn rộng lượng. Hoa có trăm dáng nghìn kiểu nhưng vẫn có thể khoe sắc tỏa hương mà không bị ngăn ngại. Sống ở đời mỗi người một phong cách, sao không nâng đỡ cùng đi lên, hạ thấp nhau làm chi. Nếu cảm thấy xứng đáng thì trân trọng, hạnh phúc thì giữ gìn. Người khiến bạn vui vẻ thì gần gũi, cảm động thì yêu thương. Làm người nếu nói dễ cũng không hẳn dễ. Để lay động hàng ngàn trái tim hay quản lý miệng lưỡi của thiên hạ, tất nhiên là không hề dễ dàng. Làm người nói khó cũng không hẳn khó. Chỉ cần giữ tấm lòng lương thiện, là một người hiền lành, rồi đi con đường của mình là đủ. Một đời người thật ra không dài lắm. Dù sao mình cũng đã đến đây rồi, thì nên sống cho đẹp một chút vậy. Cuộc sống vốn không dễ dàng, mỗi nhà một hoàn cảnh, mỗi người một nỗi khổ riêng. Nên đừng bao giờ cười nhạo bất kỳ ai. Tôn trọng người khác cũng là tự trọng với chính mình. Người vinh quang đến đâu
phía sau cũng sẽ có những niềm đau giấu kín. Kẻ hạnh phúc thế nào, trong lòng cũng sẽ có vài điều lo lắng, khó xử. Cuộc đời đâu ai thập toàn thập mỹ. Cuộc sống lúc nào cũng sẽ gặp phải sự bội bạc, không thể nói trước được, nên đừng vội đắc ý. Hãy tập sống chân thành và khiêm tốn, đối xử với người khác tốt một chút để tạo phước cho mình. Mọi việc vốn không có khuôn mẫu chung, không có gì là hoàn toàn cố định. Nhưng chỉ cần trong lòng có phương hướng, có niềm tin và sự kiên trì, nhất định bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng ở đoạn đường phía trước. Đời mỗi người đều có hai con đường. Một, dùng tâm trải nghiệm gọi là ước mơ. Hai, dùng chân bước đi gọi là hiện thực. Nếu tâm cảm nhận không kịp, hiện thực sẽ nhạt nhòa. Chân bước đi quá chậm, mộng ước sẽ bay xa. Trên thế giới này, việc khó chịu nhất không gì hơn là biết người mình thương yêu hướng lòng về kẻ khác mà vẫn đa tình một cách ngốc nghếch. Những cuộc gặp gỡ hay chia ly đều có nhân duyên nhất định. Thuận theo đó mà được yên ổn chính là điều tốt đẹp nhất. Khi ai đó bên cạnh ta, nếu có thể khiến họ thấy an lạc, đã là thành công lớn. Lúc nhỏ, hạnh phúc là chuyện rất đơn giản. Lớn lên rồi, có thể sống giản đơn mới là điều hạnh phúc. Để không uổng công đến đây một đời, hãy làm việc muốn làm và yêu những gì mình muốn. Đời người chính vì quá kỳ vọng nên mới thất vọng, mộng ước xa vời nên mới tiêu tan, chất chứa quá nhiều nên khó lòng bộc bạch. Có một số người quên không được là do không nỡ, một số khác nhất định phải quên đi vì không đáng nhớ. Cũng đừng quá tin tưởng vào mắt mình, vì có khi những gì bạn nhìn thấy là những điều đang mong muốn, còn những thứ không thích đã bị bạn lướt qua. Thật ra, người bị hiểu lầm không hề mất mát gì. Kẻ nhìn nhận sai người khác mới thật sự mất đi cơ hội. Chúng ta đều nghĩ rằng mình làm chủ cuộc đời này mà quên mất cuộc sống vốn phải cần rất nhiều người phối hợp. Cũng đừng vì cái lợi trước mắt mà đánh mất tương lai lâu dài. Nên nhớ những gì có được nhờ vào sự hy sinh của kẻ khác thì không bao giờ bền vững. Đời người rất ngắn ngủi, không có thời gian cho việc tiếc nuối. Đừng quá bận lòng với những người hoặc việc khiến mình phiền muộn, dù chỉ là một phút. Nếu chưa có kết quả cuối cùng, hãy mỉm cười và mạnh chân tiến về phía trước. Nhân thế gặp gần, nhớ tặng người bên cạnh chút ấm áp. Mưa gió cuộc đời, hãy dành cho mình chút lạc quan. Nếu biết cách yêu đời, khéo dung hòa mọi thứ, thì dần dần niềm vui và hạnh phúc sẽ lan tỏa ra xa. Đời người không phải cuộc chạy đua, mà chính là chuyến du lịch. Cuộc đua quan trọng ở đích đến, còn chuyện rong chơi cần quan tâm đến phong cảnh bên đường. Tâm trạng tốt thì cảnh vật theo đó cũng sẽ đẹp hơn. Bất luận hôm nay gặp bao nhiêu khó khăn, hãy vững tin rằng chỉ có hôm qua là không thể trở lại, còn ngày mai chắc chắn sẽ đến. Cuộc sống không phải là chiến trường, nên không cần phải phân định thắng thua. Giữa người với người, nếu cảm thông tăng lên thì hiểu lầm sẽ giảm xuống. Giữa việc với việc, nếu nhường nhịn tăng lên thì đấu tranh sẽ giảm xuống. Có một số việc cần phải nhẫn, có một số người cần phải nhường, không thể tranh giành thấp cao. Không nhất thiết phải cầu xin sự tán đồng và thấu hiểu của ai cả, vì mỗi người đều có quan điểm và cá tính riêng. Chúng ta thường quá xem trọng bản thân mới có chuyện lo buồn về việc được mất, rồi cho rằng người khác không hiểu mình. Thật ra, làm người cần phải biết xem nhẹ cá nhân, giảm một chút tự ngã và đặt mình vào vị trí người khác để nghĩ.
sẽ thấy cuộc đời dễ thương hơn rất nhiều. Cho nên mới nói, càng mở lòng ra thì niềm vui càng lớn, bao dung càng rộng sẽ nhận được càng nhiều. Đừng bàn luận chuyện sau lưng người khác, cũng không cần quá để tâm đến những lời đồn thổi về mình. Vì một người vô dụng thì không có gì để nói, càng xuất sắc sẽ càng bị để ý và bị bình phẩm. Ở đời, nhận lỗi là một dạng thành thật, còn bỏ qua là một kiểu phong độ. Nếu bạn gửi đi thành thật mà không nhận được phong độ, chứng tỏ đối phương có phần tầm thường và thô tục. Miệng lưỡi người khác chúng ta không thể khống chế được. Việc dễ dàng nhất là giữ cho mình một tấm lòng nhẹ nhõm rồi bước qua những rối rắm cuộc đời. Có phải chúng ta thường phạm phải sai lầm này? Đối với người lạ thì lễ phép lịch sự, còn người gần gũi mình lại hay cằn nhằn. Kẻ qua đường giúp đỡ chút đã khiến ta muôn phần cảm kích. Người thân cận lo lắng bao nhiêu cũng thấy chưa hài lòng. Chúng ta thường mang tâm trạng tồi tệ và bộ mặt cau có đối xử với người bên cạnh, còn sự nhẫn nại và bao dung lại dành tặng những người qua đường bất chợt. Mỗi khi muốn thể hiện sự oán giận trách hờn, bạn đừng quên rằng người thân là chốn bình yên giúp ta che mưa, chắn gió, chứ không phải là thùng rác tâm trạng. Trên thế giới này không ai tốt với mình mà không duyên cớ, nhưng người thân thì có thể. Vì ta, họ có thể đón nhận tất cả, đôi khi còn hy sinh nhiều hơn thế. Sở dĩ chúng ta có thể làm tổn thương ai đó là bởi họ quan tâm và thương yêu mình. Cho nên hãy đối xử với những người thương mình tốt một chút, đừng làm họ đau. Để cuộc sống vui vẻ, phân nửa phải tỉnh táo, phần còn lại đôi khi cũng cần một chút ngớ ngẩn. Nhiều lúc không cần phân định quá rõ ràng, bởi có những việc nhìn rõ rồi lại không muốn làm, có những người hiểu thấu rồi lại không muốn kết giao. Thật ra, trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người đều có một góc khuất mà có khi suốt cả đời người khác không thể chia sẻ được. Mọi khó khăn chướng ngại đều phải một mình tiếp nhận rồi âm thầm hóa giải. Nhưng dù chuyện gì xảy ra cũng đừng để suốt ngày khó chịu, vì chúng ta không thể biết ngày mai còn bao nhiêu niềm vui chờ mình trải nghiệm, bao nhiêu đoạn đường đợi mình bước đi và bao nhiêu cánh cửa cần mình nỗ lực. Có vui, có buồn mới là trần thế, có đắng, có ngọt mới là cuộc đời. Dù đau thương đến đâu, ngủ một giấc dậy thì hãy cho tất cả vào quá khứ. Suốt ngày nhớ nghĩ chuyện hôm qua chỉ làm bản thân mệt mỏi thêm mà thôi. Người ta nghĩ gì mình không thể biết, người khác làm gì mình cũng không quản được. Điều duy nhất có thể là tận lực hết lòng làm tốt việc của bản thân, đi con đường đã lựa chọn và sống tốt cuộc đời của chính mình. Trong cuộc sống có rất nhiều việc không phải cứ theo ý mình mới là tốt. Mặt trời không vì bạn không vui mà sớm mai không mọc. Ánh trăng cũng không vì bạn trách hờn mà cuối đêm không lặn. Bịt mắt mình lại không có nghĩa thế giới sẽ biến thành màn đêm tăm tối. Làm mờ mắt người cũng chưa chắc ánh sáng sẽ thuộc về riêng mình. Trên đời chỉ có búa rìu chưa đủ sắc bén, chứ không có loại cỏ cây nào là không thể đốn đi. Công việc chỉ có con người chưa nghĩ đến phương pháp, hoàn toàn không có gì là không thể làm thành. Nếu muốn, người ta sẽ nghĩ cách, còn không, họ sẽ tìm lý do. Cuộc sống như ly nước, dù nóng hay lạnh, nhiệt độ thích hợp là có thể uống được. Hương vị dù ngọt bùi hay cay đắng, chỉ cần hợp khẩu vị là ngon. Giai điệu dù nhanh hay chậm, hợp với thính giác là hay. Bốn mùa tuần hoàn, bất luận xuân, hạ, thu, đông, nếu hợp với tâm trạng thì đều là tốt đẹp.
tất cả chỉ cần thích hợp với bản thân chính là hạnh phúc. Sống ở đời, gặp lúc có lợi nhớ đừng dành hết cho mình. Lợi lộc giành giật cả đời cũng không thể tận, biết đủ nên dừng. Dù bạn có lý cũng đừng truy người đến cùng. Lý lẽ thế gian dù tranh luận ngàn năm cũng không thể hết. Có đạt được chiến thắng cũng mất đi sự lương thiện nhẹ nhàng. Cho dù bạn có tài năng vượt trội cũng đừng bao giờ chế nhạo kẻ khác. So sánh người với người dễ làm tổn thương nhau. So sánh vật với vật dễ dẫn đến việc phải bỏ đi một thứ nào đó. Làm người nếu tỏ ra quá khôn ngoan, xung quanh sẽ nghi ngại. Quá cầu toàn sẽ dễ gặp hiềm khích. Còn như quá kiêu ngạo sẽ bị người xa lánh. Suy nghĩ quá mức sẽ phát sanh phiền muộn. Để ý quá chi ly chỉ tự ám ảnh mình. Truy cầu quá nhiều mới khiến bản thân mỏi mệt. Chỉ khi nào trong lòng thấy hạnh phúc thì ngày tháng mới thông dong, thân tâm tự tại mới thấy cuộc đời là đáng sống. Hãy trân trọng lấy những người bên cạnh, vì qua đời này rồi chưa chắc sẽ gặp lại. Tranh thủ tận hưởng niềm vui hiện tại, vì vừa chớp mắt có thể đã không còn. Phán xét. Phán xét dù đúng đắn đến đâu thì nó cũng là lưỡi gươm sòng phẳng cắt đứt tình thâm, tạo thêm sự cách biệt giữa mọi cá thể trong cùng bản thể. Thói quen phán xét. Có khi ta vượt hàng trăm dặm đường xa để được ngắm qua anh đào, nhưng khi tới nơi ta đã thất vọng vì nó không nở rộ như những năm trước. Đi giữa rừng hoa anh đào thơ mộng mà ta không cảm thấy thích thú và nhiệt tình ngắm từng cành hoa như bao người khác. Nhìn hoa anh đào hiện tại, ta lại tiếc nhớ đến hoa anh đào của quá khứ, nên lòng cứ dâng lên cảm giác hụt hẫng và buồn chán. Khi có người hỏi ta năm nay hoa anh đào nở như thế nào, thì ta không ngần ngại đưa ra nhận xét: rất tệ, không bằng một nửa mấy năm trước. Nếu hoa anh đào nghe được những lời nhận xét ấy, chắc chắn nó sẽ rất buồn. Dù năm nay nó không thể nở rộ như mọi lần, nhưng nó vẫn phải nếm trải cái lạnh thấu xương của tiết trời mùa đông thì mới tung cánh tỏa hương được. Nó đã cố gắng hết sức để làm tròn trách nhiệm, nhưng nó không thể thay đổi tình trạng khí hậu theo ý của nó được. Nhưng tại sao ta lại đòi hỏi hoa anh đào phải như thế này hay như thế kia? Ta đã làm được gì cho hoa anh đào chưa? Hay chính ta đã góp phần tàn phá môi sinh để cho khí hậu biến đổi thất thường, khiến cho hoa đào trở nên như vậy? Lỗi tại ta hay lỗi tại hoa anh đào? Và có phải năm nay ai ngắm hoa anh đào cũng mang tâm trạng đầy phiền muộn như ta không? Nhìn lại, ta thấy mình thường xuyên buông ra những lời nhận xét vô trách nhiệm như thế. Lẽ dĩ nhiên, cuộc sống luôn cần những nguyên tắc hay tiêu chuẩn căn bản để tạo nên sự cân đối và bình ổn. Nhưng đâu phải bất cứ điều gì cũng cần đưa vào tiêu chuẩn. Mà dù là tiêu chuẩn thì nó cũng chỉ có tính tương đối, bởi nó được dựa trên tâm thức của mỗi xã hội trong từng thời đại mà đặt ra. Không có một tiêu chuẩn nào để ngắm hoa anh đào hay thưởng thức vẻ đẹp cả. Tất nhiên, ta có quyền đưa ra nhận xét của riêng ta, không ai có thể kết tội ta nếu nhận xét ấy chẳng hại gì. Nhưng chính thái độ nhận xét vô tình ấy sẽ khiến ta đánh mất con mắt trong sáng để nhìn vào thực tại. Không những ta không thấy được thực tại, mà ta còn phủ lên đó một cái nhìn so sánh khi thêm vào đó thái độ yêu ghét của bản ngã. Nhận xét để giúp nhau tiến bộ hơn, làm cho cuộc đời tươi đẹp hơn, khiến cho chúng ta gần gũi hơn với đất trời thì rất cần thiết. Nhưng sự thật là hầu hết những lời nhận xét của ta đều từ thói quen bảo vệ quyền lợi ích kỷ của mình mà thôi. Từ nhận xét đến phán xét là một khoảng cách rất gần. Nhận xét dù vẫn dựa trên nhận thức và cảm xúc của riêng mình, nhưng vẫn chưa có tính chất ấn định lời nhận xét ấy là không thể thay đổi được nữa như phán xét. Nhận xét có đúng, sai thì phán xét cũng có đúng, sai. Và cũng như nhận xét, những lời phán xét thường để lên án hay buộc tội kẻ khác, chứ ít khi để nâng đỡ. Đối với những người được giao quyền đại diện cho công lý, cho pháp luật, thì bắt buộc họ phải đưa ra lời phán xét đúng hay sai để giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng đó cũng là việc làm bất đắc dĩ để điều hợp xã hội,
ngăn ngừa cái sai lấn át cái đúng. Bởi sự thật, không ai có đủ tư cách làm đại diện cho sự thanh cao hay chân lý để phán xét ai cả. Ai cũng có những sai trái và ai cũng có tố chất thánh thiện. Khi ta phán xét người kia, tức là ta chỉ thấy được một mặt của họ và ấn định con người họ chỉ là như vậy mãi mãi. Dù hôm qua họ không dễ thương, họ đã gây ra những vụng về hay lỗi lầm, nhưng đứng trước mặt ta hôm nay là một con người mới, một tâm hồn đã lành lặn, một cơ chế tâm thức đã chuyển hóa, thì lời phán xét kia không còn giá trị đúng đắn nữa. Dù ta cố gắng không nhìn ra và không chấp nhận, thì sự thật nó vẫn là như thế. Càng cố chấp vào thành kiến hay định kiến cũ kỹ của mình, thì ta càng tụt lại phía sau của đời sống. Ta sẽ không nắm bắt được giá trị mầu nhiệm của cuộc sống. Vì đời sống còn chìm trong vô tâm, nên ta thường không để ý đến thái độ của mình khi nhìn về một đối tượng hay một vấn đề nào đó. Mỗi khi đưa ra lời nhận xét, ta luôn kèm theo thái độ thích hay không thích của mình. Khi có một người hỏi ta về thông tin của người kia, nhìn vào ánh mắt tin tưởng của họ và thái độ có sẵn của ta về người kia, nên ta không kiềm chế nổi cảm xúc muốn đưa ra lời nhận xét và cả sự phán xét của mình. Nếu thích thì ta sẽ ca tụng hết lời, còn không thích, ta sẽ chê bai không thương tiếc, khiến cho người nghe cảm tưởng như những điều ấy hoàn toàn là sự thật. Đáng lẽ, ta hãy để họ cảm nhận trực tiếp đối tượng mà họ muốn biết. Dù với lý do đặc biệt nào đó mà ta cần phải cung cấp thông tin về người kia, thì ta cũng phải khách quan đưa ra những điều thật sự cần thiết và đúng đắn. Nhưng ta không quên kèm theo lời cẩn trọng khôn ngoan. Đó là nhận xét của tôi, chưa chắc có đúng hay không. Nếu ta là một người có uy tín lớn, thì mỗi lời nhận xét của ta cũng có thể khiến cho người khác mất hết niềm tin vào bản thân. Một lời phán xét của ta cũng có thể thành bản án chung thân đẩy họ vào tuyệt lộ. Câu chuyện Thiếu Phụ ở Nam Sương là một bài học rất lớn. Khi chàng Trương lên đường chinh chiến, nàng Thiết ở nhà chăm sóc đứa con thơ dại. Đêm đêm, nàng dỗ con bằng cách chỉ bóng mình trên vách nhà phản chiếu từ ngọn đèn dầu mà bảo rằng: "Bố con đó." Hơn một năm sau, từ chiến trận trở về, chàng Trương vô cùng đau khổ vì đứa bé không chịu nhận mình là bố. Nó nói: "Bố tối mới đến, hễ mẹ ngồi bố cũng ngồi, mẹ đi bố cũng đi theo sau." Chàng Trương vốn tính đa nghi, nay nghe con trẻ nói như thế liền vội tin ngay. Dù chòm xóm hết mực khuyên lơn, nhưng chàng Trương vẫn không nghe, khăng khăng phán quyết vợ mình đã phản bội mình. Nàng Thiết uất ức không biết giải bày cùng ai, nên đành nhảy xuống sông tự tử. Đêm về, chàng Trương lại dỗ con bên ngọn đèn dầu hiu hắt. Đứa bé nhìn lên vách nhà và reo lên: "Bố đến kìa." Chàng chợt bàng hoàng tỉnh ngộ. Để đừng lặp lại lầm lỡ của chàng Trương, thì xin đừng để sự tự ái hay chủ quan che khuất khả năng lắng nghe để tìm hiểu ngọn ngành trước khi ta buông lời phán xét. Một người tính khí nóng nảy, miệng mồm độc địa, dù tâm địa tốt đến đâu cũng sẽ khiến người khác e ngại mà lánh xa. Nên dù có đủ lý lẽ cũng nên nhẹ nhàng một chút. Lý cần thẳng, nhưng khí nên hòa. Một lần tha thứ là một lần tạo phúc. Lòng càng rộng thì phúc sẽ càng lớn. Khi muốn phê bình người khác, trước nên xét lại mình đã hoàn thiện hay còn lỗi lầm nào không, rồi hãy nói. Gặp việc, nói nhiều không bằng nói ít, nói ít không bằng nói đúng lúc. Đừng quá khắt khe với người lầm lỡ, nhưng hãy tránh xa những kẻ không chịu chấp nhận và sửa đổi sai lầm. Nên nhớ, nhường nhịn lần thứ nhất là độ lượng, lần hai là bao dung, nhưng lần thứ ba sẽ biến thành nhu nhược. Đừng ngại việc nhiều, chỉ e nhiều chuyện. Bận rộn sẽ tránh được thị phi, còn quá rảnh rỗi sẽ không có niềm vui ý nghĩa. Không sợ bị người đâm sau lưng, chỉ lo khi quay đầu lại nhìn thấy kẻ mình từng đối xử bằng cả tấm chân tình. Không ngại trải lòng với bè bạn, chỉ e vừa quay lưng đi liền bị biến thành chuyện cười trong cuộc hàn huyên của kẻ khác. Bạn cho rằng hành vi cao nhất của giao tiếp là gì? Chính là đối với người dù gần gũi, thân thiết nhất vẫn giữ thái độ tôn trọng và kiên nhẫn.
Biết cách hóa giải muộn phiền là trí tuệ. Có thể chia sẻ thương yêu chính là hạnh phúc. Chỉ cần nhớ rằng sáng nhất là mặt trời, có ơn lớn nhất là cha mẹ. Quân tử thì rộng lượng, tiểu nhân thường hay tính toán, bạn sẽ có cách ứng xử phù hợp trong cuộc đời. Đôi khi một lời ác ý có thể dẫn tới cuộc tranh đấu, một câu tốt lành lại sanh ra nhiều điều tốt đẹp. Đôi khi khuyên bảo một người cần trăm ngàn lời nói, nhưng có lúc chỉ cần một câu cũng đủ hủy diệt tất cả. Cho nên mỗi lời thốt ra cần hết sức thận trọng, suy nghĩ chu toàn mới mong không hối hận. Ai cũng có sở trường sở đoạn, chỉ cần học hỏi điều hay, hạn chế chỉ trích, thì bất kỳ người nào cũng có thể tự làm thầy để giúp mình hoàn thiện hơn. Suốt ngày để ý ưu điểm người khác rồi ngưỡng mộ, ganh tị, chỉ bằng thu tầm mắt, nhìn lại mình rồi nghiêm túc học hỏi. Cứ nghĩ mưu tính kế, mong người khác không bằng mình, chi bằng âm thầm nỗ lực để bản thân trở nên mạnh mẽ. Đôi khi nhìn lại những điều từng khiến mình phiền não u mê, thật không đáng nhắc. Có lúc xét lại những thứ từng làm ta đau khổ vật vờ, nhẹ như gió thoảng qua. Cho nên gặp bất kỳ việc gì cũng không nên vội vàng cố chấp. Tỉnh táo một chút, điềm tĩnh một chút, nghĩ thoáng một chút, thì trên đời này không có gì là không thể nhẹ buông. Soi mói lỗi lầm kẻ khác, chính mình đã không tốt. Trách móc sự thiếu sót của người, tự thân đã là điều không hay. Dùng tâm lượng bản thân đánh giá người khác thì không ai là hoàn thiện. Rắp tâm đẩy đối thủ vào đường cùng, không thể khiến họ đi vào tuyệt lộ, mà chỉ hại mình hết đường rút lui. Chầm chầm dòm ngó chuyện tốt xấu thiên hạ, không thể khiến ai mất mát điều gì, mà chỉ làm bản thân không còn thời gian ngẩng đầu nhìn trời cao đất rộng. Người quá độc đoán sẽ không có bạn bè, lòng quá ích kỷ chỉ khiến mình mỏi mệt. Chỉ có tình thương mới tạo ra nghĩa tình, mới có thể bao dung được cả thế giới. Lúc có thời gian nên ngồi yên phản tỉnh lỗi lầm. Khi rảnh rỗi đừng bình luận chuyện tốt xấu thiên hạ. Lời nói dù không trực tiếp hại thân, nhưng rất dễ gây tổn đức. Nghiệp ác của miệng không gì lớn hơn tội vu khống. Nên thận trọng mở lời, tránh nói những chuyện không có. Dù đùa giỡn cũng nên có chừng mực. Tố cáo người cũng đừng nên nói tận, giữ lại chút khẩu đức. Trách mắng người nhớ đừng quá cay nghiệt, giữ lại chút độ lượng. Dù có lý cũng đừng truy đến đường cùng, giữ lại chút khoan dung. Xử lý việc đừng làm quá gay gắt, giữ lại một đường lui. Chấp nhận người khác là mở ra cơ hội cho mình. Cảm thông với xung quanh mới giúp bản thân trở nên rộng lượng. Một người khoan dung là bởi biết dùng trái tim thiện lành đối xử với cuộc đời. Một người có tố chất là do luôn đem lòng tôn trọng ứng đối với kẻ khác. Một người có tu dưỡng thể hiện qua thái độ ôn hòa với mọi người và việc. Biết nghĩ đến người khác mới đáng được mọi người quan tâm. Có tôn trọng đối phương thì mới được cuộc đời trân trọng. Dùng tâm thái nhẹ nhàng đối xử với tất cả thì lòng mình tự nhiên cũng trở nên thư thái. Đừng bình phẩm người khác tốt xấu, vì họ không ảnh hưởng gì đến chén cơm của bạn cả. Đừng thảo luận đạo đức người khác cao thấp, vì chưa chắc bạn đã cao thượng hơn họ. Đừng đánh giá gia đình người ta, vì nó chẳng liên quan gì đến bạn hết. Đừng phán xét học vấn kẻ khác, vì trên đời này cái ai cũng thiếu chính là kiến thức. Đừng tiêu xài hoang phí, vì có thể ngày mai bạn sẽ thất nghiệp. Đừng kiêu căng ngạo mạn, vì có thể tương lai bạn sẽ thất thế. Đừng quá chứng tỏ bản thân, nên biết trên đời này không ai hoàn toàn thua kém bạn. Hãy khiêm tốn một chút.
đừng quá ỷ lại vào người khác. Vì cuộc sống này ai cũng có nhiều việc phải lo, khi rảnh rỗi họ chỉ muốn nghỉ ngơi. Đừng làm việc tổn hại người khác, vì sớm muộn gì báo ứng cũng sẽ tìm đến bạn. Đừng bao giờ mất thời gian vào việc ngưỡng mộ cuộc sống của người khác, cho dù họ giàu có, sung túc đến đâu. Cũng không nên bình luận xem ai đó hạnh phúc hay không, dù người ta có vẻ cô độc, không người thân thích. Vì hạnh phúc cũng giống như việc uống nước, nóng hay lạnh, mỗi người tự cảm nhận lấy. Đừng bình luận tính cách của bất kỳ ai, vì đó là chuyện cá nhân họ. Những sơ suất của người khác mà bạn nhìn thấy chính là sự khiếm khuyết trong quá trình tu dưỡng của chính mình. Con người rất đơn giản mà cũng rất đáng sợ. Một tấm lòng lương thiện có thể bao dung hết mọi việc, một trái tim độc ác có thể hãm hại vô số người. Làm người quá tinh quái thì kẻ khác lánh xa, làm việc quá khắt khe dễ khiến người oán thán, gặp chuyện gì cũng quyết đấu đến cùng, có chút lợi thế thì cố tranh cho bằng hết. Cuối cùng cái mất đi là lòng người, và bản thân cũng trở nên hèn hạ. Cho nên khi đối diện với tiền tài lợi ích, nên khù khờ một chút để không mất hòa khí. Gặp chuyện tính toán nghĩa ân, biết khù khờ một chút sẽ không thẹn với lòng. Lúc tranh danh đoạt lợi, hãy khù khờ một chút để không mệt đầu óc. Nhận tin đồn thất thiệt, cần khù khờ một chút để không nhọc lỗ tai. Con người không ai là hoàn mỹ, mỗi cá nhân có một phong cách khác nhau. Mặc dù có kẻ ngưỡng mộ, có người đố kỵ hay ai đó không cam lòng, nhưng trong sâu thẳm mỗi người đều hy vọng mình không vướng vào những thị phi giành giật. Người thật sự có trí sẽ không sống quá khôn ranh, suốt ngày mưu toan các kiểu. Họ sẽ khù khờ một chút để giữ sự lương thiện và tránh xa những đấu tranh không có ngày kết thúc. Cuộc đời ngắn ngủi, biết vừa lòng thỏa chí mới thông dong. Cuộc sống bộn bề, biết khù khờ một chút sẽ tự tại. Trong mỗi người đều có một bầu trời riêng, có khi mưa gió, có lúc quang đãng, mình ở trong đó và người khác không thể xen vào. Trong mỗi trái tim đều có những phân đoạn tình cảm, có lúc ngọt bùi, cũng có đoạn đắng cay. Đôi khi mình không thấy rõ và người khác cũng không hiểu được. Vì tâm tình không thể nói ra mới gọi là tiếng lòng, vì nước mắt không thể tuôn rơi mới thấy đời nghiệt ngã. Suốt ngày phơi bày nụ cười rạng rỡ trước bàn dân thiên hạ, nên thấy khó lòng chia sẻ tâm sự. Quen nói những lời đắc ý thành công, nên nỗi đau không còn cơ hội bày tỏ. Những lời khuyên người khác đều là chân lý, nhưng việc đến bản thân mình lại nghĩ mãi không thông. Khuyên người khác thì tỉnh táo rõ ràng, khi gặp phải lại đau đầu nhức óc, là chuyện người thường hay mắc phải. Có một số việc nếu không đến với mình sẽ không cảm nhận hết nặng nhẹ. Một vài tình cảnh nếu không phải là mình sẽ không hiểu hết cảm xúc bên trong. Nếu biết rõ mưa gió cuộc đời hay nắng đẹp nhân gian đều chỉ tạm thời, quan trọng là những gì còn lại sau đó, thì bận lòng chi những dịch chuyển đổi thay. Hãy cứ sống tốt con người hiện tại của mình là được. Trong các mối quan hệ hàng ngày, mọi thứ đều có nhân duyên nhất định của nó. Giữa người với người, nếu bạn xem người ta là Bồ Tát, họ sẽ là những con người thánh thiện. Nếu bạn nhìn người khác như ác quỷ, họ sẽ thành những nhân vật đáng sợ. Cũng giống như việc soi gương, nếu nhoẻn miệng mỉm cười, bạn sẽ nhận được một gương mặt vui vẻ. Còn như chau mày ủ rũ, bạn sẽ thấy một vẻ mặt bi thương. Giữa bạn bè với nhau cũng vậy, nếu bạn đối xử tôn trọng nể vì, họ sẽ ứng đáp nhẹ nhàng lịch sự.
bằng như khinh lờn quát tháo sẽ nhận lấy sự bất mãn xem thường. Cho nên trong cuộc sống, đối xử với bạn bè nên chân thành, đối xử với người thân nên tình nghĩa, đối xử với người thương cần bao dung, đối xử với kẻ thù cần tha thứ. Nếu luôn giữ tâm niệm thiện lành ứng xử với mọi người, dần dần họ sẽ cảm nhận và có những hồi đáp tương ứng. Trong lòng chất chứa những điều tốt đẹp, chất lượng cuộc sống cũng theo đó mà được nâng cao. Tướng tự tâm sanh, cảnh tùy tâm đổi. Sự lương thiện trong lòng đủ lớn sẽ hiện ra ngoài mặt, rồi lan tỏa đến chung quanh, dẫn đến những kết quả ngọt lành. Có một số việc phát sinh rồi chỉ có thể đón nhận, có một số người mất đi rồi chỉ có thể buông tay, một số đoạn đường lựa chọn rồi chỉ còn cách bước tới. Rất nhiều thứ tốt đẹp đều đến từ sự chờ đợi, không phải do giành giật. Nên có lòng nhẫn nại nếu không muốn lỗi hẹn với hạnh phúc. Hãy tận hưởng mọi việc lớn nhỏ phát sinh trong cuộc sống, vì ngày mai khi nghĩ lại, bạn sẽ nhận ra kỳ thực chúng đều rất quan trọng. Rất nhiều việc phải đợi đến khi trở thành hồi ức, mình mới ý thức được giá trị mà chúng mang theo. Nếu thật sự có duyên thì thời gian hay khoảng cách đều không phải vấn đề. Còn đã vô duyên thì dù có gặp rồi cũng mỗi người một hướng. Có lẽ một người cần đi qua rất nhiều đoạn đường, trải nghiệm nhiều vinh hoa và bao nỗi vất vả mới có thể trưởng thành. Khi nhìn rõ một người mà không nói ra, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của sự tha thứ. Không thích ai đó mà không trở mặt, bạn sẽ cảm nhận được đỉnh cao của sự tôn trọng. Một người trưởng thành không phải vì sống lâu, đi khắp nơi và kinh qua nhiều chuyện, mà bởi họ biết lúc nào cần buông xuống hoặc khoan dung để hạn chế sự đấu tranh giành giật. Ai trong lòng cũng từng gánh chịu ít nhiều nỗi đau khác nhau. Không phải vì đã qua nên không còn cảm giác, mà bởi họ biết có nói ra cũng không giải quyết được gì, chỉ làm bản thân yếu đuối hơn mà thôi. Có những vết thương không phải không quan tâm, mà ta hiểu chỉ có thể lặng im đối diện, tự nó sẽ bình phục. Trưởng thành là có thể giữ tròn nụ cười trong quá trình chuyển hóa, khổ đau trở thành hạnh phúc. Bất luận cuộc sống hiện tại có bao nhiêu điều tồi tệ, cũng cần dũng cảm đối mặt. Đừng nghĩ chuyện lẩn tránh, càng không nên nguyền rủa oán than. Vì tất cả là để bạn trưởng thành, cần biết cách tận dụng lấy. Trên đời, người nhìn bạn có thể rất nhiều, nhưng hiểu được bạn thì lại rất ít. Kẻ nói về bạn có thể rất nhiều, nhưng giúp đỡ bạn lại càng ít hơn. Những cuộc gặp gỡ có thể rất nhiều, tin tưởng được thì lại rất ít. Cuối cùng, những giọt lệ cũng phải tự mình lau, những niềm đau cũng tự mình chịu lấy. Không ai hiểu thì tự mình nỗ lực, không ai giúp thì phải cố gắng hơn. Không cầu mong mọi việc đều như ý, chỉ hy vọng không thấy thẹn với lòng. Còn bình thường, điều gì nên nói thì phát ngôn, bằng không thì im lặng, đó cũng là một dạng thông minh. Điều gì nên làm thì hết lòng, bằng không thì rút lui, đó là một dạng hiểu biết. Còn điều gì nên thể hiện thì thể hiện rõ ràng, bằng không thì quy ẩn, là một dạng trí tuệ. Người đời có thể tin tưởng nhưng đừng trông chờ. Bổng lộc có công thì tiếp nhận, còn không thì đừng thọ hưởng. Con đường từng bước mà đi hết. Tình cảm từng chút mà hình thành. Đời người từng trang mà viết nên. Không có ai là trắc trở cả đời, không người nào là trọn đời không đau khổ. Chỉ cần giữ tâm thái tích cực, mọi thứ sẽ tốt đẹp theo.
dám tâm sự hết lòng là người tin tưởng bạn, nhớ đừng đi rêu rao. Dám đem tiền cho mượn là người tin tưởng bạn, nhớ đừng để thất tín. Dám để lộ nhược điểm là người tin tưởng bạn, nhớ đừng gây tổn thương. Bất kể là tình thân, tình bạn hay tình yêu, ai cũng sợ gửi đi chân thành, nhận lại sự phụ bạc, đặt cược niềm tin mà kết quả lại trắng tay. Tín nhiệm một người như giao cả trái tim, tin tưởng ai đó là gửi trọn tấm lòng, nên cần hết sức cẩn trọng. Nếu đặt nhầm chỗ, nó sẽ thành vũ khí quay lại đâm chính mình. Ở đời, muốn được người tin tưởng, hãy làm mình xứng đáng. Nếu bạn giữ chữ tín, ai cũng muốn kết thân. Nếu như bạn nghiêm túc, mọi người sẽ nương cậy. Nếu bạn đủ chân thành, thì cuộc đời sẽ tình nguyện đặt trọn niềm tin. Sinh mạng mỗi người chỉ có một, dù ngắn hay dài. Cuộc sống mỗi ngày mỗi tiếp nối, dù buồn hay vui. Đường đời mỗi chặng một cách bước, dù lùi hay tiến. Con người không ai là hoàn mỹ. Công việc không có gì là vẹn toàn. Gặp người nhỏ nhen đừng nên tính toán, bởi tính toán chỉ chuốc thêm phiền phức. Gặp chuyện phức tạp đừng quá để tâm, bởi để tâm chỉ khiến bản thân thêm mỏi mệt. Thế giới rộng lớn, lòng người hỗn tạp, sao có thể không gặp kẻ nhỏ nhen? Bụi trần thăm thẳm, sự thế phù du, sao có thể không gặp điều phiền muộn? Nghĩ vừa phải, nhìn thoáng ra, bị oan ức hãy cứ lặng im, hóa giải rồi thì mỉm cười nhẹ nhõm. Không có mặt trời thì nghe gió thổi, ngắm mưa rơi. Không có hoa tươi thì hít thở hương thơm đồng nội. Không có tiếng vỗ tay thì thưởng thức sự yên tĩnh một mình. Thời gian xoay chuyển, năm tháng đổi dời, không oán trách, không than thở, không đau buồn, không toan tính. Giữ lòng thanh thản, nhẹ bước trên con đường tươi đẹp. Trân trọng những tình cảm chân thành, giữ gìn lấy tâm trạng tích cực. Lúc cần kiềm chế thì hít một hơi thật sâu để thay đổi không khí. Đối diện với khó khăn nên bình tĩnh suy nghĩ rồi thay đổi góc nhìn. Gặp thất bại cần cố gắng làm lại để khôi phục sự tự tin. Học đối diện với chính mình, cởi mở với cuộc đời, tập thứ tha những lỗi lầm để mỗi ngày qua đi trong yên ả. Dùng thái độ khiêm nhường để làm việc, lấy tấm lòng chân thành để làm người. Hãy nhìn đúng sự vật sự việc như chính nó đang biểu hiện, chứ đừng nhìn bằng tâm trạng hay kinh nghiệm mình đang có. Bức tường ngăn cách. Ta hay có thói quen nhìn vào bất kỳ đối tượng hay tình huống nào đang xảy ra trong thực tại cũng bằng kinh nghiệm đã được tích lũy từ trong quá khứ. Có thể do một số kinh nghiệm cũ thích ứng phần nào với tình trạng hiện tại, nên ta thường rất dễ tin tưởng và tự hào về sự thông minh nhạy bén của mình mà không chịu khám phá hay xét nét cẩn thận. Quan sát kỹ và công tâm nhìn nhận, ta thấy cũng không ít lần mình đã tiên đoán sai và có những bước trượt rất đáng tiếc trong hành động. Bởi mọi sự vật, sự việc trong vũ trụ vốn không ngừng vận động. Có khi nó biến chuyển nội dung bên trong, nhưng cũng có khi nó thay đổi cả hình thức bên ngoài. Nó có thể hay hơn hoặc tệ hơn, chứ không như vậy mãi. Nhưng vì bị cuốn vào mãnh lực của cuộc sống, nên ta thường không có nhiều thiện chí để nhìn lên bất cứ đối tượng nào cũng bằng tâm thức mới. Sử dụng kinh nghiệm cũ có vẻ khỏe hơn và mau chóng giải quyết được vấn đề. Một phần cũng do bản năng tự vệ của con người chưa hoàn toàn thuần hóa, một phần vì bị kích động bởi sự cạnh tranh của xã hội. Nên khi phát hiện ra điều gì ảnh hưởng đến quyền lợi là ta có phản ứng bảo vệ ngay lập tức,
bằng những tâm lý như nổi giận, phán xét, nghi ngờ, độc tài, kỳ thị mà không chịu bình tâm quan sát và tìm hiểu rõ sự thể. Chính vì không có thói quen tách rời kinh nghiệm cũ khi quan sát thực tại, nên ta vẫn thường rơi vào nhận thức sai lầm và khổ đau. Nếu trong quá khứ ta đã từng bị lừa dối hay phản bội, thì vết thương ấy sẽ khắc ghi sâu đậm trong tâm. Cho nên bây giờ muốn đặt tình cảm vào người mới thì ta bỗng thấy rất hoang mang, lo sợ. Đó là một lỗi lầm của cơ chế tâm lý, vì người mà ta đang tiếp xúc hoàn toàn khác biệt với người cũ, nhưng ta lại không đủ sức vượt qua bản năng tự vệ của mình. Ta đã cố nhiều lần nhìn người ấy như chính họ đang biểu hiện, nhiều lần đã tự nhắc nhở rằng người này không phải là người trước, rồi cuối cùng ta cũng vẫn thất bại. Dĩ nhiên, vết thương lòng khó mà quên được, nhưng thay vì cho đôi bên cơ hội vừa đủ để tìm hiểu và tin tưởng nhau hơn, thì ta lại mang tâm thức nghi ngờ sự lừa dối hay phản bội ấy trong suốt cuộc hành trình chung bước. Bức tường ngăn che ấy chính là thành kiến. Thành kiến chỉ đơn thuần là thái độ bám víu vào kinh nghiệm cũ để áp đặt lên thực tại, nên có thành kiến tốt và thành kiến xấu. Nói dễ hiểu là ta thường đeo mắt kính màu hồng và mắt kính màu đen khi nhìn người, nhìn đời. Nếu ta đã từng biết người kia rất dễ thương qua tiếp xúc hay dựa vào thông tin từ người khác, thì khi gặp họ, ta sẽ có thiện cảm và hết lòng với họ ngay mà không cần phải quan sát hay khám phá gì thêm nữa. Ta đang đeo mắt kính màu hồng nên thấy họ nói cái gì cũng hay, làm cái gì cũng tuyệt. Bây giờ, phương tiện truyền thông và quảng cáo tác động đến tâm thức con người rất mạnh mẽ, nên chỉ cần một vài bài báo ca ngợi hết lời về nhân vật nào đó thì lập tức trong ta nảy sinh cảm tình ngay. Sau này có cơ hội tiếp xúc, ta sẽ dễ dàng bỏ qua các bước quan sát và thận trọng căn bản. Trường hợp biết người kia là một kẻ xấu, dù thông tin ấy chưa có gì đảm bảo là chính xác, nhưng ta vẫn muốn đeo mắt kính màu đen trước cho chắc ăn. Dù người kia cố gắng bao nhiêu đi nữa, ta cũng không hề để mắt tới, hoặc cứ phòng thủ và tìm mọi lý do để không chấp nhận. Thái độ ấy lâu dần sẽ hình thành thói quen, khiến ta không còn nhớ là mình đang đeo chiếc kính màu đen. Từ đó, nhìn đâu ta cũng thấy một màu tăm tối, không còn thấy ai dễ thương và tốt bụng nữa. Đó chính là lúc ta đã đánh mất con mắt trong trẻo mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi người. Không có con mắt ấy, tầm nhìn của ta sẽ thu hẹp lại, ta sẽ tự biến mình thành kẻ u uất, lạnh lùng và bế tắc. Giữ gìn con mắt trong. Con người ngày càng hiện đại thì càng bị lệ thuộc vào kỹ thuật điện tử. Có lẽ vì thế mà đời sống của con người ngày càng trở nên hời hợt và cứng nhắc. Cái gì lưu trữ vào não bộ thì không dễ gì lấy ra. Đó là lối sống nhút nhát và tụt hậu, không can đảm mở lòng ra để cập nhật thông tin mới mẻ từ đối phương. Lẽ dĩ nhiên, có những kinh nghiệm rất hữu dụng, nó giúp ta giải quyết được những vấn đề thích ứng một cách nhanh chóng mà không cần phải tốn công khám phá. Nhất là xã hội bây giờ có quá nhiều chiêu thức tinh xảo khiến ta không dễ dàng nhận ra thật giả, thì ta càng phải sử dụng kinh nghiệm thành công. Nhưng dù sự đề phòng ấy có hiệu quả thế nào thì nó cũng để lại trong ta thói quen dễ dàng nghi ngờ kẻ khác. Hơn nữa, kinh nghiệm cũ dù hay ho tới đâu cũng không thể nào diễn đạt hết thực tại. Cho nên người xưa hay nhắc nhở, thấy sao để vậy, nhìn đúng sự vật sự việc như chính nó đang biểu hiện, chứ đừng nhìn bằng tâm trạng hay kinh nghiệm mình đang có. Nhìn nhau bằng con mắt ấy, ta sẽ thấy dễ chịu và gần gũi hơn. Ta đừng quên rằng bản chất của vạn sự vạn vật là vô thường. Do đó, con người cũng vô thường mà kinh nghiệm cũng vô thường. Tuy người kia đã từng có nhiều vụng về lầm lỡ, nhưng bây giờ có thể họ đã thay đổi rất nhiều rồi. Ta hãy cho họ có một cơ hội được sống với con người mới trước ta, và ta hãy tự cho mình một cơ hội sống bằng tâm thức mới trước họ.
Khó khăn nhất là đối với những người thân sống bên cạnh, bởi ta thường không hết lòng quan sát những đối tượng mà ta nghĩ rằng mình đã biết rất rõ về họ. Cũng như người mẹ luôn thấy con mình còn khờ dại, nên sự quan tâm và niềm mong muốn luôn dựa trên kinh nghiệm cũ. Vô tình, người mẹ đã giới hạn cơ hội trưởng thành của đứa con. Còn người vợ lúc nào cũng cho rằng mình đã hiểu chồng hết rồi, chỉ cần nhìn sơ qua là biết ngay, nên chẳng cần lắng nghe và quan sát thêm nữa. Người vợ không biết rằng làm như thế là đã cô lập cảm hứng sáng tạo và ý chí chuyển hóa của người chồng. Sống với những người mà họ không biết ghi nhận những chuyển biến của ta, không thấy được những ước mơ hay những khó khăn bế tắc trong ta để kịp thời nâng đỡ và chia sẻ, thì đời sống ấy vô vị biết chừng nào. Có lẽ vì thế mà mỗi khi gặp một người mới lạ thì ta cứ muốn duy trì mãi giây phút được quan sát nhau bằng cảm nhận thuần khiết ban đầu. Vậy nên mỗi ngày ta hãy cố gắng luyện tập ngồi xuống thật yên để thanh lọc lại kinh nghiệm của mình vừa mới tích lũy. Nếu kinh nghiệm đó không nuôi dưỡng khả năng hiểu biết và thương yêu, thì ta không nên để nó chiếm quá nhiều dung lượng tâm thức. Hãy quan sát kỹ và loại trừ chúng đi. Những kinh nghiệm nào chỉ tồn tại như một thói quen ngẫu nhiên trong vô thức mà ta đã lưu trữ, hãy đem nó ra phân tích và buông bỏ từ từ. Mỗi khi tiếp xúc với bất kỳ đối tượng nào, ta cũng nên nhìn vào thái độ của mình để xem mình có đeo mắt kính màu hồng thiện cảm hay mắt kính màu đen ác cảm hay không. Nếu có, hãy sớm tìm cách dừng lại cuộc tiếp xúc đó mà trở về chỉnh đốn lại tâm lý của mình. Cũng như khi mưa xuống mà mặt đất không bị tấm ni lông hay bất kỳ vật nào che phủ, thì nước mưa mới có thể thấm sâu vào lòng đất để nuôi dưỡng rễ cây hay những hạt mầm. Bằng lối sống tỉnh thức như thế, ta sẽ luôn có cơ hội nâng cao nhận thức, mở rộng tầm nhìn, không để nó bị chai cứng hay xói mòn chỉ vì những quyền lợi ích kỷ nhỏ nhen. Khi một ý niệm cũ chết đi để nhường chỗ một ý niệm mới được sinh ra, đó chính là sự tái sinh, kiếp sống mới của ta. Cái cũ tuy quen thuộc nhưng lại nghèo nàn, cái mới tuy không dễ chịu ngay nhưng lại giúp ta có cái nhìn rộng mở và gần gũi hơn với cuộc sống. Vậy ta còn chần chờ gì nữa mà không chịu khai tử những ý niệm hay những kinh nghiệm cũ kỹ vốn chỉ để bảo vệ cảm xúc cạn cợt của bản ngã? Như thế ta sẽ tạo ra không gian rộng lớn đến vô cùng, nơi gặp gỡ của những tâm hồn tràn đầy hiểu biết và tình thương. Nhìn bằng mắt trong suốt, không vướng kinh nghiệm xưa, mở lòng thêm hiểu biết, như đất gặp cơn mưa. Thông thường, làm vạn việc tốt cũng không ai nhớ. Nhưng chỉ cần chúng ta phạm một sai lầm, thì ngay cả việc hít thở cũng sẽ bị soi xét. Cho nên làm người không cần quá để tâm đến cái nhìn của kẻ khác. Hãy sống vì ngày mai tươi đẹp, không hổ thẹn khi nghĩ về mình hôm nay. Thời gian là con đường một chiều, đã đi qua rồi thì không thể quay lại. Cuộc sống đôi khi rất giản đơn, khi đã lựa chọn thì đừng nên hối tiếc. Con người nhiều lúc rất mâu thuẫn, mong muốn được cảm thông nhưng cũng sợ người khác nhìn thấu. Trên đời có một số việc nghĩ nhiều thì đau đầu, nghĩ thông rồi thì đau lòng. Nếu ai đó có ý đợi, chắc chắn sẽ đợi được đến cùng. Còn người đã vô tình thì khi bạn vừa quay lưng đã vội nắm lấy bàn tay khác. Thật ra trên thế giới này, người nhìn bạn cười có thể rất nhiều, nhưng trong lòng thật sự có bạn thì lại rất ít. Nếu lỡ bị tổn thương trong quá khứ rồi thì thôi, dứt khoát đừng đưa gánh nặng đó đến tương lai. Cây đã chết đi thì không nên níu kéo, cũng đừng quá hoài vọng. Trưởng thành là một từ chất chứa những thương đau. Nó không hẳn chỉ là cái đạt được, mà chắc chắn phải đánh đổi đi nhiều thứ. Có những con đường chỉ có thể đi một mình, khó khăn gian khổ không thể chia sẻ với bất kỳ ai. Hãy trân trọng những giây phút ấy
Vì dù sao, chúng ta cũng chỉ có một đời để sống. Hãy thôi ảo vọng xa xôi, không cần lo buồn chuyện đã qua, chẳng nên mơ mộng việc chưa tới. Hướng trọn tâm tư về hiện tại, giây phút này chính là bình an. Hãy luôn tôn trọng người khác và trau dồi lòng khoan dung, cảm kích. Biển nhờ dung nạp trăm sông mới trở nên rộng lớn. Hãy cảm kích bạn bè vì sự nâng đỡ, và cảm kích đối thủ vì nhờ họ mà ta thêm kiên cường. Cuộc sống này có hai việc chúng ta không thể không làm. Một là bước đi, hai là dừng lại. Bạn có đang dùng tâm trạng tích cực để thực hiện nó? Tâm trạng tích cực chính là người bạn đường tốt nhất, giúp ta luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Với người gần gũi hay kẻ xa lạ, nếu có duyên qua lại đều nên biết cho đi, giữ mối quan hệ tốt đẹp. Vì ngày thường không thắp hương, khi cấp bách ôm chân Phật là việc vô ích. Cho nên phải biết tích lũy tình người, cũng giống như tài khoản ngân hàng, càng gửi nhiều, thời gian càng dài thì huê lợi sẽ càng cao. Gặp việc không nên nôn nóng, đừng đưa ra kết luận vội vã, nhất là khi nổi giận. Phải biết đặt mình vào nhiều vị trí khác nhau mà nhìn nhận, làm cho việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Gặp chuyện phức tạp càng nên giải quyết nhẹ nhàng, nhất quyết đừng làm những điều giản đơn trở nên rối rắm. Cần có ý thức biết đủ. Hầu hết những phiền muộn của người đời đều bắt nguồn từ việc so sánh một cách vô ích. Thế gian có người không bằng bạn, tất nhiên cũng có kẻ bạn chẳng thể bì. Khi bạn than phiền không có giày đẹp, thì hãy nhớ đến người không có cả chân để đi. Nếu đối thủ khiến bạn tức giận, chứng tỏ bạn vẫn chưa thể vượt qua họ. Quay đầu lại xem người chửi mắng mình là ai, vốn là việc không cần thiết. Giống như khi bị chó điên cắn, lẽ nào bạn phải cắn lại nó mới hả giận? Cho nên không cần quá để tâm đối với những lời ác ý của kẻ khác. Đừng xem công việc là gánh nặng, thay vì phàn nàn bực bội, chi bằng đối diện một cách vui vẻ tích cực. Xem công việc là cuộc sống, là nghệ thuật, bạn sẽ tận hưởng được niềm vui mà nó mang lại. Được sống thêm một ngày cũng là phúc, nên biết quý trọng. Đời người vỏn vẹn chỉ mấy mươi năm ngắn ngủi, không nên làm những việc khiến bản thân phải ôm sâu hối tiếc. Mặt trời mọc từ biển đông, lặn xuống núi phía tây. Buồn bã cũng qua đi, vui vẻ cũng một ngày. Không bận lòng những thị phi vô bổ, thì cuộc sống sẽ thanh thản, tinh thần sẽ nhẹ nhàng. Ở đời, không phải vì có hy vọng mới kiên trì, mà nhờ kiên trì mới có hy vọng. Không phải vì có cơ hội mới nắm lấy, mà nhờ không buông tay, cơ hội mới xuất hiện. Không phải vì hiểu biết mới làm việc, mà nhờ làm việc mới sanh ra hiểu biết. Không phải vì trưởng thành mới lo gánh vác, mà nhờ sống có trách nhiệm mới thực sự trưởng thành. Cũng không phải vì giàu có mới chia sẻ, mà nhờ biết cách chia sẻ mới trở nên giàu có. Không phải vì đột phá mới có thử thách, mà nhờ những thử thách mới tạo ra sự đột phá. Không phải làm lãnh đạo rồi mới chịu hy sinh, mà nhờ hy sinh mới tạo nên quyền thủ lĩnh. Không phải vì có lợi lộc mới chịu cảm ơn, mà nhờ biết nghĩa ơn mới được hưởng lợi lộc. Không phải vì có tiền mới học hỏi, mà nhờ chịu khó học hỏi mới làm ra tiền của. Có câu: nước quá trong thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn. Tranh chấp với người nhà, giành được rồi thì tình thân cũng mất đi. Tính toán với người yêu, rõ ràng rồi thì tình cảm cũng phai nhạt. Hơn thua với bạn bè, chiến thắng rồi thì tình nghĩa cũng không còn. Khi tranh luận, người ta chỉ hướng đến lý lẽ,
mà quên rằng cái mất đi là tình cảm, còn lại sự tổn thương là chính mình. Cái gì đã đen thì vẫn đen, trắng là trắng, tốt nhất hãy để thời gian chứng minh. Rũ bỏ sự cố chấp của bản thân, dùng lòng khoan dung để nhìn người xét việc, thêm một chút nhiệt tình, một chút điềm tĩnh và ấm áp, thì cuộc sống sẽ luôn có ánh mặt trời, và suốt đời mình sẽ là người thắng cuộc. Ở đời, sống là quá trình tự phản tỉnh. Đừng tham vọng mọi người đều hiểu mình, cũng đừng mong cầu mọi việc đều theo ý bạn. Cuộc sống không có khuôn mẫu cố định, chỉ cần một trái tim trong sáng và nhiệt huyết. Gặp phiền não thì tự tìm niềm vui riêng, đừng quên đi hạnh phúc. Dù bận rộn đến đâu cũng nhớ giữ lại chút thanh xuân, đừng để mất sức khỏe. Mệt mỏi rồi thì tạm dừng lại nghỉ ngơi, đừng đánh mất niềm vui cuộc sống. Chỉ cần trong lòng luôn nhớ đích đến và biết hiện giờ mình đang làm gì ở đâu, thì yên tâm sẽ không bị lạc đường đâu. Có lẽ chúng ta thường hay phạm chung một lỗi lầm: nhận lòng tốt ai đó đã quen, bỗng một ngày họ có chút sơ suất, mình lập tức quên hết những điều tốt đẹp còn lại. Người ta thường hay nhớ những khiếm khuyết và lỗi lầm của kẻ khác, thích xét nét những khuyết điểm của họ, rồi cho rằng người ta không bằng mình, nên càng nhìn càng thấy thiên hạ yếu kém, càng quan sát càng khó lòng chấp nhận. Thật ra việc nhìn người khác cũng giống như soi gương, nếu mình châu mày trợn mắt chắc chắn sẽ nhận lại hình ảnh khó chịu, từ đó cả ta và người đều cảm thấy không vui. Chút vụng về của người khác trong mắt ta cũng trở nên to tát. Khi không hài lòng nhưng vẫn phải đối diện thì khó chịu như kim đâm vào mắt, gai chích vào da, phải nhổ ra mới thấy thoải mái. Nhớ lỗi lầm của người là lấy sai trái của họ trừng phạt chính mình, khiến bản thân không vui, suốt ngày sống trong khó chịu. Vì vậy, hãy ghi nhớ những điểm tốt của người, đối với những khiếm khuyết nên khoan dung một chút. Lâu ngày sẽ thấy ai ai cũng có điều đáng học hỏi. Trong lòng chỉ có những điều tốt, thế giới sẽ tươi đẹp biết bao nhiêu. Ghi nhớ điểm tốt của người tốt hơn nhiều so với việc ghi nhớ lỗi lầm của họ, rồi ôm trái tim oán giận đau khổ lay lắc trong đời. Ở đời có được ắt có mất, không phải lúc nào bạn cho đi cũng nhận được ngay sự hồi đáp. Cuộc sống luôn có cách vận hành riêng của nó. Tương lai luôn ở phía trước, chỉ cần ta mạnh chân bước tới. Hãy chấp cho mình đôi cánh tự do, bước qua những đớn đau và hệ lụy để làm một người vui vẻ. Hãy quên đi năm tháng và tuổi tác, đừng để thời gian khiến ta trở nên già cỗi. Cho dù bao nhiêu tuổi, chỉ cần cảm thấy tinh thần còn trẻ là được. Vượt qua sự cám dỗ của danh lợi, vì chúng vốn là vật ngoài thân và có hạn. Thường ai cũng muốn mình có một chút danh tiếng, một chút lợi lộc, rồi tranh nhau giành lấy. Rồi khi không được như ý, lại quay sang oán trách cuộc đời không công bằng với mình. Thật ra sống một cuộc đời đơn giản và bình thường mới là hạnh phúc lớn nhất. Và bất kỳ ai cũng nên có một người bạn. Tài sản không thể làm bạn với ta cả đời, mà bạn hữu đôi khi trở thành tài sản cả đời của ta. Tốt hơn hết là có một tri kỷ, lúc cảm thấy lẻ loi có thể tìm đến nói vài ba câu. Nhưng việc có một người bạn đúng nghĩa thật sự không hề dễ dàng, nên xem trọng chất lượng trong kết giao bạn bè. Xây dựng một nơi nương tựa trong chính mình. Khi gặp chuyện phiền não, hãy lắng lòng yên tĩnh, cho mình một không gian để tâm trí bình lặng lại. Nhìn những cánh hoa dại bên đường, dù bé nhỏ cũng đua nhau khoe sắc, tô điểm cho đời. Thế giới cũng bỗng chốc trở nên tươi đẹp hơn.
nghĩ một cách lạc quan, sống một đời hạnh phúc. Sống ở đời, dù bạn tốt đẹp thế nào cũng không thể nhận được sự yêu thích của mọi người. Bất luận bạn sống tốt thế nào cũng sẽ có người khen kẻ chê. Dù bạn làm thành công ra sao, người ta cũng sẽ bình phẩm tốt xấu. Có người hâm mộ, sẽ có người ghét bỏ. Có ai đó ganh tị, ắt có kẻ chẳng coi bạn ra gì. Cuộc sống là như thế, bạn không thể làm hài lòng hết thảy. Nên đừng vì để vừa lòng người khác mà đánh mất bản chất của mình. Ai cũng cần có những nguyên tắc và sự tự tôn riêng. Chúng ta qua miệng người khác không phải là con người toàn diện, mà có rất nhiều phiên bản khác nhau. Bạn chỉ cần là một bản chính tốt là đủ. Bởi người đời, ánh mắt giống nhau nhưng góc nhìn khác nhau, miệng giống nhau nhưng mỗi người một cách nói, trái tim cấu tạo tương đồng nhưng suy nghĩ lại rất dị biệt, tiền của giống nhau nhưng cách chi tiêu mỗi người một thị hiếu. Đúng, sai, phải, trái, tốt, xấu là do lập trường không giống nhau. Hoàn cảnh khác thì cách nhìn đã khác. Cũng là con người nhưng mỗi cá nhân có một cách sống, cần tự tin bước đi trên đôi chân của mình. Đại bàng không có tiếng cổ vũ cũng giang cánh bay lượn. Đám cỏ không cần người chăm sóc cũng biết tự vươn mình lớn lên. Hoa dại trong núi sâu dù không ai thưởng thức vẫn tỏa hương thơm ngát. Làm việc không cần người người đều thấu hiểu, chỉ cần dốc lòng hết sức. Làm người không cần ai ai cũng yêu mến, chỉ cần thẳng thắn rộng lượng. Hoa có trăm dáng nghìn kiểu nhưng vẫn có thể khoe sắc tỏa hương mà không bị ngăn ngại. Sống ở đời mỗi người một phong cách, sao không nâng đỡ cùng đi lên, hạ thấp nhau làm chi? Nếu cảm thấy xứng đáng thì trân trọng, hạnh phúc thì giữ gìn. Người khiến bạn vui vẻ thì gần gũi, cảm động thì yêu thương. Làm người nếu nói dễ cũng không hẳn dễ. Để lay động hàng ngàn trái tim hay quản lý miệng lưỡi của thiên hạ, tất nhiên là không hề dễ dàng. Làm người nói khó cũng không hẳn khó. Chỉ cần giữ tấm lòng lương thiện, là một người hiền lành, rồi đi con đường của mình là đủ. Một đời người thật ra không dài lắm. Dù sao mình cũng đã đến đây rồi, thì nên sống cho đẹp một chút vậy. Cuộc sống vốn không dễ dàng, mỗi nhà một hoàn cảnh, mỗi người một nỗi khổ riêng. Nên đừng bao giờ cười nhạo bất kỳ ai. Tôn trọng người khác cũng là tự trọng với chính mình. Người vinh quang đến đâu, phía sau cũng sẽ có những niềm đau giấu kín. Kẻ hạnh phúc thế nào, trong lòng cũng sẽ có vài điều lo lắng, khó xử. Cuộc đời đâu ai thập toàn thập mỹ. Cuộc sống lúc nào cũng sẽ gặp phải sự bội bạc, không thể nói trước được, nên đừng vội đắc ý. Hãy tập sống chân thành và khiêm tốn, đối xử với người khác tốt một chút để tạo phước cho mình. Mọi việc vốn không có khuôn mẫu chung, không có gì là hoàn toàn cố định. Nhưng chỉ cần trong lòng có phương hướng, có niềm tin và sự kiên trì, nhất định bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng ở đoạn đường phía trước. Đời mỗi người đều có hai con đường. Một, dùng tâm trải nghiệm gọi là ước mơ. Hai, dùng chân bước đi gọi là hiện thực. Nếu tâm cảm nhận không kịp, hiện thực sẽ nhạt nhòa. Chân bước đi quá chậm, mộng ước sẽ bay xa. Trên thế giới này, việc khó chịu nhất không gì hơn là biết người mình thương yêu hướng lòng về kẻ khác mà vẫn đa tình một cách ngốc nghếch. Những cuộc gặp gỡ hay chia ly đều có nhân duyên nhất định, thuận theo đó mà được yên ổn chính là điều tốt đẹp nhất. Khi ai đó bên cạnh ta, nếu có thể khiến họ thấy an lạc,
đã là thành công lớn. Lúc nhỏ, hạnh phúc là chuyện rất đơn giản. Lớn lên rồi, có thể sống giản đơn mới là điều hạnh phúc. Để không uổng công đến đây một đời, hãy làm việc muốn làm và yêu những gì mình muốn. Đời người chính vì quá kỳ vọng nên mới thất vọng, mộng ước xa vời nên mới tiêu tan, chất chứa quá nhiều nên khó lòng bộc bạch. Có một số người quên không được là do không nỡ, một số khác nhất định phải quên đi vì không đáng nhớ. Cũng đừng quá tin tưởng vào mắt mình, vì có khi những gì bạn nhìn thấy là những điều đang mong muốn, còn những thứ không thích đã bị bạn lướt qua. Thật ra, người bị hiểu lầm không hề mất mát gì. Kẻ nhìn nhận sai người khác mới thật sự mất đi cơ hội. Chúng ta đều nghĩ rằng mình làm chủ cuộc đời này mà quên mất cuộc sống vốn phải cần rất nhiều người phối hợp. Cũng đừng vì cái lợi trước mắt mà đánh mất tương lai lâu dài. Nên nhớ những gì có được nhờ vào sự hy sinh của kẻ khác thì không bao giờ bền vững. Đời người rất ngắn ngủi, không có thời gian cho việc tiếc nuối. Đừng quá bận lòng với những người hoặc việc khiến mình phiền muộn, dù chỉ là một phút. Nếu chưa có kết quả cuối cùng, hãy mỉm cười và mạnh chân tiến về phía trước. Nhân thế gặp gần, nhớ tặng người bên cạnh chút ấm áp. Mưa gió cuộc đời, hãy dành cho mình chút lạc quan. Nếu biết cách yêu đời, khéo dung hòa mọi thứ, thì dần dần niềm vui và hạnh phúc sẽ lan tỏa ra xa. Đời người không phải cuộc chạy đua, mà chính là chuyến du lịch. Cuộc đua quan trọng ở đích đến, còn chuyện rong chơi cần quan tâm đến phong cảnh bên đường. Tâm trạng tốt thì cảnh vật theo đó cũng sẽ đẹp hơn. Bất luận hôm nay gặp bao nhiêu khó khăn, hãy vững tin rằng chỉ có hôm qua là không thể trở lại, còn ngày mai chắc chắn sẽ đến. Cuộc sống không phải là chiến trường, nên không cần phải phân định thắng thua. Giữa người với người, nếu cảm thông tăng lên thì hiểu lầm sẽ giảm xuống. Giữa việc với việc, nếu nhường nhịn tăng lên thì đấu tranh sẽ giảm xuống. Có một số việc cần phải nhẫn, có một số người cần phải nhường, không thể tranh giành thấp cao. Không nhất thiết phải cầu xin sự tán đồng và thấu hiểu của ai cả, vì mỗi người đều có quan điểm và cá tính riêng. Chúng ta thường quá xem trọng bản thân mới có chuyện lo buồn về việc được mất, rồi cho rằng người khác không hiểu mình. Thật ra, làm người cần phải biết xem nhẹ cá nhân, giảm một chút tự ngã và đặt mình vào vị trí người khác để nghĩ, sẽ thấy cuộc đời dễ thương hơn rất nhiều. Cho nên mới nói, càng mở lòng ra thì niềm vui càng lớn, bao dung càng rộng sẽ nhận được càng nhiều. Đừng bàn luận chuyện sau lưng người khác, cũng không cần quá để tâm đến những lời đồn thổi về mình. Vì một người vô dụng thì không có gì để nói, càng xuất sắc sẽ càng bị để ý và bị bình phẩm. Ở đời, nhận lỗi là một dạng thành thật, còn bỏ qua là một kiểu phong độ. Nếu bạn gửi đi thành thật mà không nhận được phong độ, chứng tỏ đối phương có phần tầm thường và thô tục. Miệng lưỡi người khác chúng ta không thể khống chế được. Việc dễ dàng nhất là giữ cho mình một tấm lòng nhẹ nhõm rồi bước qua những rối rắm cuộc đời. Có phải chúng ta thường phạm phải sai lầm này? Đối với người lạ thì lễ phép lịch sự, còn người gần gũi mình lại hay cằn nhằn. Kẻ qua đường giúp đỡ chút đã khiến ta muôn phần cảm kích. Người thân cận lo lắng bao nhiêu cũng thấy chưa hài lòng. Chúng ta thường mang tâm trạng tồi tệ và bộ mặt cau có đối xử với người bên cạnh, còn sự nhẫn nại và bao dung lại dành tặng những người qua đường bất chợt. Mỗi khi muốn thể hiện sự oán giận trách hờn, bạn đừng quên rằng người thân
là chốn bình yên giúp ta che mưa, chắn gió, chứ không phải là thùng rác tâm trạng. Trên thế giới này, không ai tốt với mình mà không duyên cớ. Nhưng người thân thì có thể. Vì ta, họ có thể đón nhận tất cả, đôi khi còn hy sinh nhiều hơn thế. Sở dĩ chúng ta có thể làm tổn thương ai đó là bởi họ quan tâm và thương yêu mình. Cho nên, hãy đối xử với những người thương mình tốt một chút. Đừng làm họ đau. Để cuộc sống vui vẻ, phần nửa phải tỉnh táo, phần còn lại đôi khi cũng cần một chút ngớ ngẩn. Nhiều lúc không cần phân định quá rõ ràng, bởi có những việc nhìn rõ rồi lại không muốn làm, có những người hiểu thấu rồi lại không muốn kết giao. Thật ra, trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người đều có một góc khuất mà có khi suốt cả đời người khác không thể chia sẻ được. Mọi khó khăn chướng ngại đều phải một mình tiếp nhận rồi âm thầm hóa giải. Nhưng dù chuyện gì xảy ra, cũng đừng để suốt ngày khó chịu, vì chúng ta không thể biết ngày mai còn bao nhiêu niềm vui chờ mình trải nghiệm, bao nhiêu đoạn đường đợi mình bước đi và bao nhiêu cánh cửa cần mình nỗ lực. Có vui, có buồn mới là trần thế, có đắng, có ngọt mới là cuộc đời. Dù đau thương đến đâu, ngủ một giấc dậy thì hãy cho tất cả vào quá khứ. Suốt ngày nhớ nghĩ chuyện hôm qua chỉ làm bản thân mệt mỏi thêm mà thôi. Người ta nghĩ gì mình không thể biết, người khác làm gì mình cũng không quản được. Điều duy nhất có thể là tận lực hết lòng làm tốt việc của bản thân, đi con đường đã lựa chọn và sống tốt cuộc đời của chính mình. Trong cuộc sống có rất nhiều việc không phải cứ theo ý mình mới là tốt. Mặt trời không vì bạn không vui mà sớm mai không mọc. Ánh trăng cũng không vì bạn trách hờn mà cuối đêm không lặng. Bịt mắt mình lại không có nghĩa thế giới sẽ biến thành màn đêm tăm tối. Làm mờ mắt người cũng chưa chắc ánh sáng sẽ thuộc về riêng mình. Trên đời chỉ có búa rìu chưa đủ sắc bén, chứ không có loại cỏ cây nào là không thể đốn đi. Công việc chỉ có con người chưa nghĩ đến phương pháp, hoàn toàn không có gì là không thể làm thành. Nếu muốn, người ta sẽ nghĩ cách, còn không, họ sẽ tìm lý do. Cuộc sống như ly nước, dù nóng hay lạnh, nhiệt độ thích hợp là có thể uống được. Hương vị dù ngọt bùi hay cay đắng, chỉ cần hợp khẩu vị là ngon. Giai điệu dù nhanh hay chậm, hợp với thính giác là hay. Bốn mùa tuần hoàn, bất luận xuân, hạ, thu, đông, nếu hợp với tâm trạng thì đều là tốt đẹp. Tất cả chỉ cần thích hợp với bản thân chính là hạnh phúc. Sống ở đời, gặp lúc có lợi nhớ đừng dành hết cho mình. Lợi lộc giành giật cả đời cũng không thể tận, biết đủ nên dừng. Dù bạn có lý cũng đừng truy người đến cùng. Lý lẽ thế gian dù tranh luận ngàn năm cũng không thể hết, có đạt được chiến thắng cũng mất đi sự lương thiện nhẹ nhàng. Cho dù bạn có tài năng vượt trội cũng đừng bao giờ chế nhạo kẻ khác. So sánh người với người dễ làm tổn thương nhau, so sánh vật với vật dễ dẫn đến việc phải bỏ đi một thứ nào đó. Làm người nếu tỏ ra quá khôn ngoan, xung quanh sẽ nghi ngại. Quá cầu toàn sẽ dễ gặp hiềm khích, còn như quá kiêu ngạo sẽ bị người xa lánh. Suy nghĩ quá mức sẽ phát sanh phiền muộn, để ý quá chi ly chỉ tự ám ảnh mình, truy cầu quá nhiều mới khiến bản thân mỏi mệt. Chỉ khi nào trong lòng thấy hạnh phúc thì ngày tháng mới thông dong, thân tâm tự tại mới thấy cuộc đời là đáng sống. Hãy trân trọng lấy những người bên cạnh, vì qua đời này rồi chưa chắc sẽ gặp lại. Tranh thủ tận hưởng niềm vui hiện tại, vì vừa chớp mắt
có thể đã không còn. Phán xét. Phán xét dù đúng đắn đến đâu thì nó cũng là lưỡi gươm sòng phẳng cắt đứt tình thân, tạo thêm sự cách biệt giữa mọi cá thể trong cùng bản thể. Thói quen phán xét. Có khi ta vượt hàng trăm dặm đường xa để được ngắm qua anh đào, nhưng khi tới nơi, ta đã thất vọng vì nó không nở rộ như những năm trước. Đi giữa rừng hoa anh đào thơ mộng mà ta không cảm thấy thích thú và nhiệt tình ngắm từng cành hoa như bao người khác. Nhìn hoa anh đào hiện tại, ta lại tiếc nhớ đến hoa anh đào của quá khứ, nên lòng cứ dâng lên cảm giác hụt hẫng và buồn chán. Khi có người hỏi ta năm nay hoa anh đào nở như thế nào, thì ta không ngần ngại đưa ra nhận xét: rất tệ, không bằng một nửa mấy năm trước. Nếu hoa anh đào nghe được những lời nhận xét ấy, chắc chắn nó sẽ rất buồn. Dù năm nay nó không thể nở rộ như mọi lần, nhưng nó vẫn phải nếm trải cái lạnh thấu xương của tiết trời mùa đông thì mới tung cánh tỏa hương được. Nó đã cố gắng hết sức để làm tròn trách nhiệm, nhưng nó không thể thay đổi tình trạng khí hậu theo ý của nó được. Nhưng tại sao ta lại đòi hỏi hoa anh đào phải như thế này hay như thế kia? Ta đã làm được gì cho hoa anh đào chưa? Hay chính ta đã góp phần tàn phá môi sinh để cho khí hậu biến đổi thất thường, khiến cho hoa đào trở nên như vậy? Lỗi tại ta hay lỗi tại hoa anh đào? Và có phải năm nay ai ngắm hoa anh đào cũng mang tâm trạng đầy phiền muộn như ta không? Nhìn lại, ta thấy mình thường xuyên buông ra những lời nhận xét vô trách nhiệm như thế. Lẽ dĩ nhiên, cuộc sống luôn cần những nguyên tắc hay tiêu chuẩn căn bản để tạo nên sự cân đối và bình ổn. Nhưng đâu phải bất cứ điều gì cũng cần đưa vào tiêu chuẩn. Mà dù là tiêu chuẩn thì nó cũng chỉ có tính tương đối, bởi nó được dựa trên tâm thức của mỗi xã hội trong từng thời đại mà đặt ra. Không có một tiêu chuẩn nào để ngắm hoa anh đào hay thưởng thức vẻ đẹp cả. Tất nhiên, ta có quyền đưa ra nhận xét của riêng ta, không ai có thể kết tội ta nếu nhận xét ấy chẳng hại gì. Nhưng chính thái độ nhận xét vô tình ấy sẽ khiến ta đánh mất con mắt trong sáng để nhìn vào thực tại. Không những ta không thấy được thực tại, mà ta còn phủ lên đó một cái nhìn so sánh khi thêm vào đó thái độ yêu ghét của bản ngã. Nhận xét để giúp nhau tiến bộ hơn, làm cho cuộc đời tươi đẹp hơn, khiến cho chúng ta gần gũi hơn với đất trời thì rất cần thiết. Nhưng sự thật là hầu hết những lời nhận xét của ta đều từ thói quen bảo vệ quyền lợi ích kỷ của mình mà thôi. Từ nhận xét đến phán xét là một khoảng cách rất gần. Nhận xét dù vẫn dựa trên nhận thức và cảm xúc của riêng mình, nhưng vẫn chưa có tính chất ấn định lời nhận xét ấy là không thể thay đổi được nữa như phán xét. Nhận xét có đúng, sai thì phán xét cũng có đúng, sai. Và cũng như nhận xét, những lời phán xét thường để lên án hay buộc tội kẻ khác, chứ ít khi để nâng đỡ. Đối với những người được giao quyền đại diện cho công lý, cho pháp luật, thì bắt buộc họ phải đưa ra lời phán xét đúng hay sai để giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng đó cũng là việc làm bất đắc dĩ để điều hợp xã hội, ngăn ngừa cái sai lấn át cái đúng. Bởi sự thật, không ai có đủ tư cách làm đại diện cho sự thanh cao hay chân lý để phán xét ai cả. Ai cũng có những sai trái và ai cũng có tố chất thánh thiện. Khi ta phán xét người kia, tức là ta chỉ thấy được một mặt của họ và ấn định con người họ chỉ là như vậy mãi mãi. Dù hôm qua họ không dễ thương, họ đã gây ra những vụng về hay lỗi lầm, nhưng đứng trước mặt ta hôm nay là một con người mới, một tâm hồn đã lành lặn, một cơ chế tâm thức đã chuyển hóa, thì lời phán xét kia không còn giá trị đúng đắn nữa. Dù ta cố gắng không nhìn ra và không chấp nhận, thì sự thật nó vẫn là như thế. Càng cố chấp vào thành kiến hay định kiến cũ kỹ của mình, thì ta càng tụt lại phía sau của đời sống. Ta sẽ không nắm bắt được giá trị mầu nhiệm của cuộc sống. Vì đời sống còn chìm trong vô tâm, nên ta thường không để ý đến thái độ của mình khi nhìn về một đối tượng hay một vấn đề nào đó. Mỗi khi đưa ra lời nhận xét, ta luôn kèm theo thái độ thích hay không thích của mình. Khi có một người hỏi ta về thông tin của người kia, nhìn vào ánh mắt tin tưởng của họ và thái độ có sẵn của ta về người kia, nên ta không kiềm chế nổi cảm xúc muốn đưa ra lời nhận xét và cả sự phán xét của mình. Nếu thích thì ta sẽ ca tụng hết lời, còn không thích ta sẽ chê bai không thương tiếc, khiến cho người nghe cảm tưởng như những điều ấy hoàn toàn là sự thật. Đáng lẽ ta hãy để họ cảm nhận trực tiếp đối tượng mà họ muốn biết,
dù với lý do đặc biệt nào đó mà ta cần phải cung cấp thông tin về người kia, thì ta cũng phải khách quan đưa ra những điều thật sự cần thiết và đúng đắn. Nhưng ta không quên kèm theo lời cẩn trọng khôn ngoan. Đó là nhận xét của tôi, chưa chắc có đúng hay không. Nếu ta là một người có uy tín lớn, thì mỗi lời nhận xét của ta cũng có thể khiến cho người khác mất hết niềm tin vào bản thân. Một lời phán xét của ta cũng có thể thành bản án chung thân đẩy họ vào tuyệt lộ. Câu chuyện thiếu phụ ở Nam Sương là một bài học rất lớn. Khi chàng Trương lên đường chinh chiến, nàng Thiết ở nhà chăm sóc đứa con thơ dại. Đêm đêm, nàng dỗ con bằng cách chỉ bóng mình trên vách nhà phản chiếu từ ngọn đèn dầu mà bảo rằng: "Bố con đó." Hơn một năm sau, từ chiến trận trở về, chàng Trương vô cùng đau khổ vì đứa bé không chịu nhận mình là bố. Nó nói: "Bố tối mới đến, hễ mẹ ngồi bố cũng ngồi, mẹ đi bố cũng đi theo sau." Chàng Trương vốn tính đa nghi, nay nghe con trẻ nói như thế liền vội tin ngay. Dù chòm xóm hết mực khuyên lơn, nhưng chàng Trương vẫn không nghe, khăng khăng phán quyết vợ mình đã phản bội mình. Nàng Thiết uất ức không biết giải bày cùng ai, nên đành nhảy xuống sông tự tử. Đêm về, chàng Trương lại dỗ con bên ngọn đèn dầu hiu hắt. Đứa bé nhìn lên vách nhà và reo lên: "Bố đến kìa." Chàng chợt bàng hoàng tỉnh ngộ. Để đừng lặp lại lầm lỡ của chàng Trương, thì xin đừng để sự tự ái hay chủ quan che khuất khả năng lắng nghe để tìm hiểu ngọn ngành trước khi ta buông lời phán xét.